chào mọi người. Tiết lai tiết bộ mango nha, đùi với lửng nha mọi người. Giá của mình là 65-75 nghìn. Rồi, em chào chị Khánh Phi Ngọc. Hôm nay có đùi với lửng pyjama không chị? Không, em không có pyjama. Rồi 65-75. Trời, cái hàng này có size nha mọi người. Số 3, số 4 nha. Này có size. Rồi quần có túi mango nha. Có số 3 với số 4. Đây. Trời này mặc mango là bao mát, bao ghiền luôn. Này cả nhà, đùi mango số 3. Số 3 với số 4 nha. Đùi 65 nghìn. Đó, đẹp lắm mọi người. Số 3 là như tiết mặt 40-57 kg, còn số 4 là 45-62 kg nha. Đó, kiểu giống tiết đang mặc. Rồi, kiểu tiết mặt nha. Tiết lên bông nha, mình ghi cho tiết là đùi trắng 3 đi. Đây, đùi vàng 3. Size 3 là size giống tiết mặt nha mọi người. Đây, đó, mango ha, đùi mango số 3. Đùi vàng 3 40-57 kg. Quần có túi hả? Đó, vải mango nha, đùi vàng 3. Đi lên đủ màu cho mình cái nha. Mấy cái bông không biết đọc luôn. Đùi đen 3. Đây, đùi đen 3. Đùi đen 3 40-57 kg đó, kiểu tiết mặt tiết sẽ lên đủ bông nha khách. 65 kg tiết tiết có nha chị, đợi xíu nha. Rồi, cái này mẫu này thì không có 65 kg, mẫu này nhỏ thôi. Rồi, đùi đen 3 40-57 tiết 65 kg, 65-70 kg thì đợi tiết lát tiết qua mẫu khác. Rồi, xin chào em Huyền Rita. Rồi, bọn này ghi cho tiết là đùi nhí 3 đi. Mẫu tiết mặt tiết dơ đủ bông cái thì rồi tiết qua cái khác cho mình. Rồi 40-57 kg, đùi nhí 3 đủ màu nha. 65 nghìn. Trời này nóng mặc cái này bao mát. 60 kg mà số 4 chị nha. Mẫu tiết đăng like có số 4. Mẫu tiết đăng like có số 4. Số 4 là 45-62 kg. Đó, bông giống tiết mặt số 4. Số 4 45-62 kg. Rồi 3 với 4 nè, không có 5. 3 với 4 không có 5. Rồi đây mẫu tiết mặt nha. Tiết mặt là số 3, còn này số 4. Số 4 là 45-57 kg. Rồi giờ tiết đọc cho mọi người chốt cái này. Ghi cho tiết là đùi trắng 3, đùi trắng 4 nha. Rồi đùi nhí 4, 4 là 45-62 kg. Rồi đây, đùi xanh 4. Đây đùi xanh 4 nha, số 4 45-62 kg. Có nghĩa là chị nào 60 kg thì cứ mặc số 4. Rồi đùi xanh 4, màu xanh giả đậu. Đùi xanh 4. Đùi vàng 3, đùi vàng 4. Đây, đùi vàng 3, đùi vàng 4. Rồi, đùi trắng 4, Linh Na Nguyễn. Đùi trắng 4 là giống tiết mặt nè, nó bông tiết mặt. Đùi trắng 4. Đùi vàng 3, đùi vàng 4. Đùi vàng 3, đùi vàng 4 ha. Đó,
đó, vàng 3, 40, 5, 7 ký kim hoa trần. Đùi vàng 3, rồi có đùi vàng 4 nha. Số 4, 45 đến 62 ký. Rồi đùi đỏ 3, 40, 5, 7 ký, size 3 giống ký đang mặc. Đùi đỏ 3, 40 đến 57 ký. Đó, đẹp lắm cả nhà ơi. Mango ha. Đùi đỏ 3, 40 đến 57 ký. Rồi Thanh Thảo Nguyễn, đùi xanh 4, đùi vàng 4. Rồi ok thấp nè. Đùi xanh 4, đùi vàng 4, Thanh Thảo Nguyễn. Đùi đỏ 3, đùi đỏ 4, size 3, 40 đến 57 ký, size 4, 57 đến 62 ký. Đùi 65 ngàn lẫn 75 ngàn. Rồi đùi đỏ 4 nha mọi người ơi, đùi đỏ 4. Rồi đùi tím 3. Đùi tím 3 40 57 ký. Rồi cái này tím nha mọi người ơi, bông nó tím tím. Đùi tím 3 40 đến 57 ký. Ngọc Kinh Trần. Rồi số 4 62 ký trở lại nha khách. Tại nãy khách hỏi 65 ký đó. Số 4 là 62 ký trở lại nha. Đùi đỏ 4, Thanh Thảo Nguyễn. Đùi vàng 4, Ngọc Kinh Trần. Đùi vàng 4, Ngọc Kinh Trần. Vàng đó tiếp không có số 4, vàng đó tiếp không có số 4, chỉ có vàng này thôi. À đây nè, đùi vàng 4. Rồi 45 đến 62 ký, size 4. À cảm ơn Châu Ngọc nha. Rồi đùi nhí 3, rồi nhí 3 lên rồi để coi còn màu gì. Đây màu đen. Rồi màu đen. Đùi đen 3, đùi đen 4. Số 3 40, 57 ký. Rồi số 4 45 đến 62 ký. Chốt cho tiếng là đùi đen 3, đùi đen 4. Đây màu đen ha. Đùi đen 3, đùi đen 4. Rồi nó có nhiều màu đó khách. Đùi đen 3 40, 57 ký. Rồi đùi đen 4 45 đến 62 ký. Rồi màu da này chứ chỉ có số 4 đó nè. Màu da. Đùi da 4. Rồi màu da 45 đến 62 ký. Đùi da 4. 45 đến 62 ký. Đùi da 4. Số 4 45 đến 62 ký. Rồi, đùi xanh đen 4, đùi đen 3 cho Hương Kim. Rồi ok khách. Đùi đen 3. Đùi xanh đen 4, cái màu màu xanh đen đi khách. Đùi xanh đen 4 nha. 45 đến 62 ký. Đùi xanh đen 4. Rồi đùi đen 4. Đùi đen 4 cho Thanh Hảo Nguyễn. Đùi đen 4. Cái này là màu xanh đen khách. Đùi xanh đen 4. 45 đến 62 ký. Đùi xanh đen 4. Lấy cho em 3 bộ đùi số 4. Rồi ok em. Chị lấy cho em màu trắng, màu xanh. Có màu xanh đen được không em? Trang Lê nè. Chị lấy cho em đùi xanh 4, đùi nhí 4. Rồi đùi xanh đen 4. Rồi em kiểu thì em ok giùm chị nha. 3 bộ 3 màu chị lựa. Rồi màu này cũng đẹp nè khách. Rồi ghi cho tí là đùi vàng nhí 3 đi. Rồi đùi vàng nhí 3 nha. Rồi đùi vàng nhí 3, đùi vàng nhí 4. Có hai size luôn. Size 3 40 57 ký. Rồi size 4 45 đến 62 ký. Đây nha. Đùi vàng nhí 3, đùi vàng nhí 4. Xanh vàng số 4. Vàng bây giờ tiếp chỉ còn cái này là Nguyễn Hằng ơi. Được không chị? Vàng này nha. Vàng kia tiếp hết rồi, tiếp còn vàng này. Xanh vàng số 4. Rồi đúng không chị ơi? Nguyễn Hằng, xanh vàng số 4.
Đây được không chị, vàng này nha. Đó, màu xanh với màu vàng. Rồi đây, đây nha. Vàng ok Nguyễn ha. Rồi bộ này đùi vàng nhí ba, tay ba giống chiếc răng mặt. 45-7 kg. Đùi vàng nhí ba. Rồi cái mẫu này Tiết có nhiều bông nha. Bây giờ Tiết qua kiểu khác cho mình. Rồi ok Trang Lê. Chị quay cho quậy xích qua đây xíu. Chưa có qua em miếng nào. À. Rồi. Rồi bây giờ qua caro nha. Qua caro nha mọi người. Qua caro nha. Rồi số 3, số 4. Rồi bây giờ tiếp qua caro nha mọi người nha. Rồi đùi nha. Đùi mà caro nè, đùi đen 3. Size 3 giống tí thằng mặt 40-57 kg. Đùi đen 3. Đó, caro ha. 40-57 kg. Chốt cho tí là đùi đen 3 40-57 kg. Đùi đen 3. Rồi Ngọc Hồng thì đợi bên chị gọi chốt đơn nha. Bên chị gọi nha. Đùi đen 4. Số 4 57-62 kg. Đùi đen 4 57-62 kg. Đùi đen 3 Trúc My Vi. Rồi ok Trúc My Vi. Đùi đen 3. Rồi bọn này ghi cho tiếng là đùi hồng 3. Cái này thì nó không có ren nè. Đó, nó có 2 tiểu. Bọn này đùi hồng 3 40-57 kg. Đó là cỡ Tiết đang mặc là Tiết bán là 40-57 kg á. Đùi đen 4 cho Trần Đạt. Rồi số 4 hay là 45-62 kg. Số 4 đùi đen 4 cho Trần Đạt. Đùi hồng 3 hay số 3 40-57 kg. Rồi mã của mình đùi hồng 3. Cái này không có ren, cái này cái kiểu khác nha. Đùi mango hết nha. Rồi bộ này quần lửng. Đồ đang mặc 65 kg không vừa khách. 65 kg lát qua kiểu khác. Cái kiểu này không có 65 kg. Lát tiếp qua kiểu khác nha, đợi tí xíu. Rồi lửng vàng 4 45-62 kg. Lửng vàng 4. Rồi cái kiểu viết mặt là không có 65 kg. 65 kg lát mình qua kiểu khác. Lửng vàng 4 nha, số 4 hay là 45-62 kg. Lửng vàng 4. Đùi dí 3 còn không, lấy em bộ đùi dí 3 còn em. Đùi dí 3. Nào chị coi coi. Phải nhớ lại. Đây đùi dí 3. Chứ sao cái bông nó tựa tựa. Rồi như bảo là đùi dí 3 40-57 kg. Đùi dí 3. Rồi lửng xanh 3 40-57 kg. Lửng xanh 3. Rồi 65 kg có. Rồi mã này ghi cho Tiếp lửng xanh 3. Bi sao chị. Bi sao là nào. Bi sao đó là đồ ton nha. 80.000 bộ đùi. Rồi bộ này ghi cho Tiếp lửng xanh 3 40-57 kg. Lửng xanh 3 40-57 kg. Lửng xanh 3. Rồi đùi cam 4 nè. 45-62 kg. Đùi cam 4. 45-62 kg. Rồi đi đơn cho Như Bảo. Rồi ok Như Bảo. Chốt cho Tiết đùi cam 4. 45-62 kg. Đùi cam 4. Hoa Thí khách mới đặt hàng. Mã và số điện thoại một dòng. Và nhớ là nghe điện thoại bên Tiết. Tại vì chị từng có đặt mà chị không nghe điện thoại để chốt hàng. Rồi đùi đen 4 tiếp còn nha. Đùi đen 4 tiếp còn nè mọi người. Đùi đen 4 còn nha. Đùi đỏ 4. Rồi đùi đỏ 4 45-62 kg. Đùi đỏ 4 45-62 kg. Đùi đỏ 4. Rồi chị Thanh Thảo Nguyễn 046. Rồi ok chị Thanh Thảo Nguyễn ở Vĩnh Long. Rồi mã này ghi cho Tiết là đùi đỏ 4. Đùi cam 4 cho Võ Tân.
Mỗi con có đùi cam 4. Rồi đùi đỏ 4, 45 đến 62 kg đùi đỏ 4. Đây đó, to nha. Rồi 65 70 kg tí có nữa, đợi tí xíu. 65 70 kg có luôn. 65 70 kg để coi cái cục đó nằm ở đâu. Đây, đại, mấy bộ đại. Rồi đùi hồng 4. 45 đến 62 kg. Rồi chị anh Trúc Mai có đùi đỏ 4. Rồi đây cả nhà ghi với cái đùi hồng 4, 45 đến 62 kg. Đùi hồng 4, 45 đến 62 kg nha. Mã của mình đùi hồng 4. 45 đến 62 kg. Rồi bây giờ tiếp quay qua mấy bộ đại chút xíu nha. Rồi khoan bộ này cái đi rồi mình lên đại nè. Kiểu này khác kiểu tiếp mà. Kiểu này hồi sáng có mặt, kiểu này nó 2 tuần. Đùi đỏ 3, rồi 40 đến 57 kg đó, 2 tuần ha. Đùi đỏ 3, 40 đến 57 kg. Đẹp lắm cả nhà ơi. Này cho cả nhà xem. Rồi. Mango nha. Rồi đùi đỏ 3, 40 đến 57 kg. Mã của mình là đùi đỏ 3. 40 đến 57 kg. Rồi đùi đen 3. Đùi hồng 4 cho chị Hồng Ngân, đùi hồng 4. Đùi đỏ 3, kim hoa trần. Rồi đùi đỏ 3, đùi hồng 4. Còn đây đùi đen 3. Cái kiểu mà 2 tầng đó mọi người ơi. Kiểu 2 tầng dễ mà. Đùi hồng 4 chị Anh Trúc Mai. Rồi này đùi hồng 3. Đây đùi hồng 4 cho chị Anh Trúc Mai. Đùi đen 3. Cái này đùi đen 3 nha. 40 đến 57 kg, mẫu này là 2 tầng đó mấy chị, 2 tầng nhưng mà cái này là tấm tiên. Bình thường em bán là dây, 2 tầng dây nhưng mẫu này là tấm tiên. Đùi đen 3 rồi Nguyễn Thị Kim Anh đây, đẹp nha, đùi đen 3. 40 đến 57 kg, rồi đùi đậu, à đùi đậu 4. À, có số 3 nữa nó nằm ở đâu biết. Rồi đi đơn hồi sáng Di Thanh Nguyễn một dây khách. Đùi đậu 4, size 4, 45 đến 62 kg đùi đậu 4. 2 tầng mọi người ơi, đẹp lắm nè. À, đùi đậu 4 nha, 45 đến 62 kg, quần có túi cho mình, quần có túi. Rồi ghi cho tí là đùi đậu 4, 45 đến 62 kg cho Nhã Lê. Đùi đậu 4. Đùi đen 3 còn nha khách, đùi đen 3 còn nha. Đùi đen 4. Trời ơi đẹp nè. Đùi đen 4. Mã của mình đùi đen 4 nha. Đùi đen 3, đùi đen 4. Đùi đỏ 3 còn, đùi đỏ 3 còn nha, mẫu đó rồi màu vàng. Đùi vàng 4, 45 đến 62 kg, đùi vàng 4. Đùi đậu 4 rồi đợi em, mẫu đó em còn nhiều lắm rồi em lấy cái này. Màu đậu số 4 rồi đây. Đùi đậu 4. Đùi đậu 4 cho chị Kim Sang. Chị Minh Mừng lấy đùi đậu 4 phải không chị? Minh Mừng lấy đùi đậu 4 rồi đợi em cắt cái cục này ra. Chị Minh Mừng là đùi đậu 4 anh chị. Chị Minh Mừng đùi đậu 4. Rồi em có đùi đậu 3 nữa nha. Em có đùi đậu 3 nữa nè, 40-57kg. Em có đùi đậu 3 luôn, 40-57kg. Đùi đen 4 nó trần quanh. Rồi ok chị. Đùi đen 4. Rồi trần quanh đùi đen 4. Đùi đen 4 chị Nguyễn Thị Thắm. Nguyễn Thị Thắm có đùi đen 4. Rồi đây. Rồi chị Kim Sang đùi đen 4. 4 em có đủ màu luôn. Đùi đậu 4. Đùi đen 3 kim sum. Đùi đen 3 kim sum. Chị Hồng kèm số cho chị ơi. Đặt hàng kèm số chị ơi. Đùi đậu 4. Rồi để em coi còn đậu.
Rồi đùi đậu 4 cho chị Hồng Ngân. Chị Hồng Ngân có đùi đậu 4. Đùi đậu 3 Nguyễn Thị Thanh Hoa. Đùi đậu 3 Nguyễn Thị Thanh Hoa. Rồi để em qua màu khác cho mấy chế nè. Chế lên giùm em màu vàng đi. Chế lên giùm em màu vàng nha. Đùi vàng 3, đùi vàng 4. Rồi đùi cam. Không có màu cam chị. Để em vô từng màu cho. Màu cam là caro hả chị? Phải chị lấy cam caro không chị? Chị Kim Sang ơi, chị lấy đùi cam 4 caro ha. Đùi cam 4 cho chị Kim Sang. Chị Thí Hồng là lấy mã gì đây? Để em coi lại. Thí Hồng ghi lại mã đi chị. Em không thấy mã này. Đùi đen 4. Rồi đùi đen 4 chốt cho Nguyễn Thị Thu Hiền. Nguyễn Thị Thu Hiền đùi đen 4. Đùi vàng 4 nè mọi người. À, 2 tầng nha. 2 tầng. Rồi mango đẹp lắm mọi người. 65 ngàn quá rẻ luôn. Rồi mã của mình là đùi vàng 4, đùi vàng 3. Đùi đen 4 Trường Thịnh. Rồi màu đen dễ mặc ha mấy chị. Rồi Kim Sang ok chị. Đùi đen 4 cho chị Trường Thịnh. Rồi đùi vàng 4, đùi vàng 3 đi chị. Đùi vàng 4, đùi vàng 3. Đùi đậu 3. Rồi để coi còn màu đậu không nha. Đậu nãy giờ chốt quá trời. Đùi đậu 3. Này số 2, số 4. Số 3. Không thấy màu đậu số 3. Bây giờ em hết đậu số 3 rồi chị. Em hết đậu số 3 nha. Số 3 qua màu khác cho em nha. Số 3 em còn màu khác. Đậu em hết nha. Đậu em còn số 4. Đùi vàng 4 cho chị My Trương. Đây đùi vàng 4. Rồi đùi vàng 3. Đùi vàng 3 cho Kim Sum. Đùi vàng 3 Kim Sum. Số 3 40-57kg. Số 4 45-62kg. Bộ mặt số 4. Rồi bộ mặt số 4 có luôn. Bộ mặt số 4. Rồi đây bộ mặt số 4 Nguyễn Thị Thu Hiền. Đùi vàng 4 cho Vân Nguyễn. Vân Nguyễn có đùi vàng 4. Rồi đùi tím 4, đùi tím 3 các ơi. Đùi tím 4, đùi tím 3. Đó, màu tím. Rồi Vân Nguyễn đùi vàng 4. 4 là 45-62kg. Là chị nào 60kg thì mặc số 4. Rồi số 3 như tiết mặt 40-57kg. Rồi mã này đùi tím 4 và đùi tím 3 mọi người ơi. Số 4 45-62kg. Số 3 40-57kg. Rồi đây mango 2 tầng nè. Đó, đẹp nha, có cái nơ trước. Rồi đùi tím 4 và đùi tím 3 nhìn tiếp nha. Màu tím, đùi tím 4, đùi tím 3. Rồi đùi hồng 4, đùi hồng 3. Đủ màu. Rồi size 4 45-62kg. Size 3 là 40-57kg. Rồi đùi tím 4, đùi tím 3. Đùi hồng 4, đùi hồng 3 đi mấy chị. Hồng dễ thương nha. Đó, hoa nhí ha. Hoa nhí ha. Rồi em lên màu màu hồng ngọc đi. Tại vì màu xanh là màu khác thôi, màu ngọc. Thì Dương Nguyễn đùi tím 4. Thì Dương Nguyễn. Chị ơi có nghe gọi điện thoại chốt đơn bên tiếp chưa chị? Thì Dương Nguyễn đùi tím 4 chị Lưu Ngọc Phượng. Đùi tím 4. Rồi để em coi còn 4. Đùi tím 4. Rồi chị Hồng Ngân có đùi tím 4. Ha, chào chị Linh. Hỏi mango này chế. Trời ơi mango mẫu mới nha. Chế chưa có rồi em chắc luôn. Chế chưa có. Chị Lương Ngọc Phương có đùi tím 4 rồi chị. Đùi ngọc 4. 45-62kg. Và đùi ngọc 3. Đó, đùi ngọc 3, đùi ngọc 4 nha mấy chị ơi, mango nha. Đùi ngọc 4 cho Vân Nguyễn. Rồi, đùi ngọc 4, đùi ngọc 3 nha chị. Đùi ngọc 4, đùi ngọc 3.
Rồi chị nào lấy gì cho tiếp, đùi ngọc 4, đùi ngọc 3, rồi ok thì Dương Nguyễn ok khách nha. Ai đùi ngọc 3, 3 như tiếp mặt, đùi hồng 3 cho Thi Hồng. Thi Hồng đùi hồng 3, rồi ok khách, 40-57kg size 3. Rồi đùi ngọc 3, cái nào cũng có hai size hết các chị, có hai size hết. Rồi Vân Nguyễn có đùi ngọc 4 rồi à, khách ơi. Đùi ngọc 4 với chị Minh Mừng. Chị mê tím lắm, thấy tím lò hốt. À, ở đây cũng có một chế Nguyễn Linh cũng mê tím. Đùi ngọc 4 với chị Minh Mừng. Này ngọc 3. Rồi để em coi đây ngọc 4. Còn màu xanh dương nữa. Đùi ngọc 4. Chị Minh Mừng em ra giấy cho chị. Rồi có. Rồi em hết ngọc 4, em còn ngọc 3 thôi, em còn ngọc 3. Em hết ngọc 4, em còn ngọc 3. À chế đang ở Long Hải mà cũng nhớ em. Đùi ngọc 3 chút mi vi vô ngắm em. Rồi. Nghe nói hạnh phúc quá trời luôn á. Lên size đại đợi em xíu, em có size đại 65 70 kg lẫn còn luôn. Đợi xíu nha, còn hết. Rồi đùi đỏ 4, 45-62kg đùi đỏ 4. Rồi đại đợi em xíu, đại em còn tranh thủ hốt nha. Nói chung là cũng còn ít thôi, nhưng mà hồi sáng là em cố tình em chừa lại để chiều nay em chốt cho mấy chế á. Rồi hết like đi đơn chị Hồng Ngân. Rồi đùi đỏ 3, đùi đỏ 4 thì tiếp nha. Đùi đỏ 3, đùi đỏ 4. Rồi 3 là 40-57kg, còn 4 là 57-62kg. Rồi em có màu xanh dương. Đùi đỏ 4 cho chị Kim Sang. Vô ngắm miếng rồi đi nấu ăn. Trời ơi chứ lên nghe hạnh phúc sướng quá trời luôn. Vô ngắm cái. Rồi đùi xanh dương 4, đùi xanh dương 3. Đùi xanh 4, đùi xanh 3 đi chị. Có hai size hết ha. 4 là 45-62kg. Đùi đỏ 4 dồn đơn khỏi gọi trần quanh. Có đùi đỏ 4. Đùi đỏ 4. Đây có cục số 4. Rồi đùi đỏ 4 trần quanh. Rồi một giấy sau đi đơn nha chị. Đùi xanh dương 4 cho Vân Nguyễn. Rồi đùi xanh dương 4 Vân Nguyễn. Rồi để em coi còn màu gì em chưa lên. Màu này là màu da. Da này em thấy hình như có một bộ à. Đùi da 3 nha. Đùi da 4. Đùi da 4 này có một bộ. Đùi xanh dương 4 chị Minh Mừng. Rồi ok chế đùi xanh dương 4. Rồi đây. Nay đủ người làm chưa em? Còn thiếu một bạn là do nhà bạn đó có tan á chị, thứ hai mới đi làm. Đùi da 4 cho chị Hồng Tâm Nguyễn. Đùi da 4. Có size đại, có size đại nha. Rồi bây giờ lên đại luôn phải không? Lên size đại luôn phải không? Rồi bây giờ lên size đại cho mấy chế đại chốt nha. Hiện tại em có hai bộ lửng này là đại là 65-70kg. Phối luôn á. Lửng vàng đại 65-70kg. Rồi em bán có 75.000 quá bèo luôn á. Rồi lửng vàng đại nha, 65-70kg. Cái mẫu này em chỉ còn có hai bộ thôi. Mẫu này em chỉ còn hai bộ thôi. Lửng vàng đại, lửng hồng đại 65-70kg. Đùi da 4 em có một bộ rồi chị. Màu da đó có một bộ một luôn á. Màu da đó có một bộ rồi chứ. Rồi lửng hồng đại với chị Kim Sang. Rồi chị Hồng Tâm Nguyễn đi đơn sáng luôn. Đùi vàng 4 luôn chị Kim Sang. Cái này có hai bộ thôi. Ơ quên, lửng vàng 4 có hai bộ thôi. Bây giờ em xem kẻ đùi đại nè. Rồi em còn một cục số 5 nữa. Rồi em xíu nha. Rồi đùi đại nè. Em còn lửng vàng đại nha. 65-70kg có 65.000 hả chị. Rồi em qua đùi đại. Rồi 65-70kg đùi da đại. Đó kiểu đẹp nha mấy chị. Măng vô đùi. Rồi 65-70kg đùi da đại.
đây đó, thấy cái quần chà bá có túi nha, có túi nè. Rồi ghi cho tí là đùi da đại 65-70kg, tiếp bán có 65.000 thôi. Rồi chị Kim Sang có đùi da đại, rồi đùi vàng đại luôn 65-70kg. Rồi đùi vàng đại luôn 65-70kg, đùi da đại tí còn luôn nha. Đó 65-70kg nha chị ơi, có 65.000 thôi. Rồi đùi đúng rồi chị, lẫn là 75, đùi 65 có hai dáng. Đi đơn cho em Linh Na Nguyễn, đùi vàng đại cho chị Kim Sang, đùi vàng đại chị Ngọc Trân. Rồi ok hai chị đẹp. Chị thấy shop cũ chị mua đồ đang bán 140.000, đúng rồi chứ. Em nói thiệt, em bán là em chơi cạnh tranh mà. 65.000. Rồi đùi da đại cho Mơ Lê. Cái đại này em ít lắm nha chị, gán chốt nha. Bây giờ em còn đùi vàng đại thôi, da đại em hết. Vàng với da mới có hai màu. Rồi hiện tại là da em hết, em còn đùi vàng đại, lửng vàng đại. Rồi đợi em xíu, lửng em còn nha. Lửng vàng đại 65-70kg. Bộ mặt không có đại, bộ mặt không có đại nha. Rồi đùi vàng đại cho chị Mơ Lê nè, đùi xanh đậu đại chị Kim Sang. Rồi đùi xanh đậu đại chị Kim Sang. Đùi vàng tươi đại à, chê vàng bò này, vàng tươi đại giùm em nha. Đùi vàng tươi đại, đùi trắng đại chị Kim Sang, đùi xanh đại. Rồi đùi trắng đại 65-70kg. Đó, mấy chị thấy cái áo to đùng không? Đùi trắng đại 65-70kg có 65.000 à, mango mấy chị. Đùi trắng đại, rồi Nguyễn Thanh Huyền đùi trắng đại, đùi đen đại luôn. Đùi xanh đậu đại, rồi để em coi, tại vì cái hàng này em ít lắm, cái hàng đại này ít lắm. Đây đây, nó nằm dưới đây. Đùi xanh đậu đại, rồi ok. Đây rồi xanh đậu đại nè chị Ngọc Trân. Đùi trắng đại Mơ Lê. Đùi đen đại chị Kim Sang. Rồi đùi vàng đại em còn nè khách, đùi vàng đại em còn nè. Đùi đen đại. Rồi đây Quyên Thục có đùi đen đại. Rồi em hết đen nha mấy chị, em còn đùi vàng đại nha. Đùi vàng đại, nói chung là đại em ít lắm mấy chị ơi, dán chốt nha. Đại ít lắm, không có nhiều. Đại hình như em chỉ có hai cục thôi à. Rồi màu da này, da số 3 nè. Mẫu em mặc đùi da 3 nha, đùi da 3. À mẫu mẫu trước đó, không phải mẫu em mặc, mẫu 2 tuần. Đùi da 3 nha khách, 40-57kg. Rồi tại vì em thấy ở dưới họng bộ nè, đùi da 3 40-57kg. Đùi da 3 đó, màu da nãy có bộ số 4 thì giờ lọt lại bộ số 3, đùi da 3. Rồi giờ em còn đùi vàng đại, đùi trắng đại. Đùi vàng đại, đùi trắng đại 65-70kg. Đùi vàng đại, đùi trắng đại. Rồi đùi vàng đại, đùi trắng đại, đây màu trắng. Đùi vàng đại, đùi trắng đại nha. Rồi em có mấy bộ dây nè, em lên luôn cho. Đùi da ba cho chị Kim Sang. Đùi vàng đại với Trang Trần. Rồi em có mấy bộ dây em lên luôn nha. Đùi dây đen mấy chị, 45 nó 62 kg, dây mà 2 tầng cho mình nha. À đẹp lắm nè. Đó, đùi dây đen 2 tầng nha. Mã là đùi dây đen. Đùi dây đen nha mấy chị. Chưa có quà em. Rồi, rồi em sẽ qua lửng, lửng to cho mấy chị. Đùi dây đen nha, đùi trắng đại Quyên Thục. Đùi trắng đại.
Trần Trang có đùi dây đen 45-62 kg. Đùi dây đen. Rồi đùi dây lá 45-62 kg. Đây. Đùi dây lá 45-62 kg nha chị, đùi dây lá quần có túi nha. Rồi đùi dây lá, dây đen em có một bộ, mấy cái mẫu dây này em ít nha. Thứ em có một bộ. Đùi dây lá. Rồi đùi dây lá. Đùi là lá đại, lá đại là 60-65 kg, đùi lá đại. Đùi dây lá chị Kim Sang là 45-62 kg. Rồi em đang cầm là đùi lá đại, cái này nó có size to hơn, 60-65 kg. Đùi lá đại 60-65 kg. Rồi Nguyễn Thanh Huyền đùi lá đại. À cái bộ này là đùi ngọc 3 40-57 kg. Đùi ngọc 3 40-57 kg nha khách. Đùi ngọc 3. Đùi dây lá đã chốt mấy mẫu dây ít lắm khóc. Rồi gửi đồ có nha Lê Hồng ơi, đang giao á Lê Hồng. Đùi ngọc 3 40-57 kg. Đùi ngọc 3. Rồi đây bộ này ghi cho tiếng là đùi dây trắng 45-62 kg. Đùi dây trắng 45-62 kg giùm tiếp nha. Mã là đùi dây trắng nha mọi người ơi. Đùi dây trắng. Bộ mặt có màu khác không? Có khách. Quá trời màu. Đùi ngọc 3 chốt là Anna Thảo. Bộ tiếp mặt có màu. Đùi dây trắng là Vân Nguyễn. Rồi đùi dây vàng 45-62 kg. Đùi dây vàng. Đùi ngọc 3 cho chị Minh Mừng. Đùi ngọc 3 chị Minh Mừng. Rồi đùi dây vàng 45-62 kg nha khách. Đùi dây vàng. Rồi Vân Nguyễn đùi dây vàng. Rồi đùi ngọc đại, bộ này là 60-65 kg, bộ này đại mấy chị. Đùi ngọc đại 60-65 kg. Đùi ngọc đại, mẫu tiết mặt còn màu, để tiết dơ màu lại cho nha, còn màu, đủ màu luôn. Rồi mã ghi cho tiếng nha, đùi ngọc đại. Đùi ngọc đại nha mọi người, đùi ngọc đại nha. Đùi ngọc đại. Bộ này là lửng nha, chín tấc. Bộ này chín tấc 80.000. Đùi ngọc 3 Trần Hoàng Nam. Đùi ngọc 3. Ôi còn ngọc số 3 không hết ngọc 3 rồi khách ơi. Đùi ngọc 3 biết hết rồi khách ơi. Còn màu khác nha. Rồi bộ này ghi cho tiếp nè. Bộ này chín tấc à, bộ này to nha, 45-60 kg. Mã này 45-62 kg. Mã này ghi cho tiếng là cam chín tấc 80k. Cam chín tấc 80k. Rồi đùi ngọc 3 để coi còn cái này sai máy, đợi xíu đợi xíu, còn cục ở dưới đây. Đùi ngọc 4. Đùi có 4 chị, đùi ngọc 4. Ai đùi ngọc 3 có nè, Trần Hoàng Nam có nè. Đùi ngọc 3. Rồi đùi ngọc 4 45-62 kg. Mẫu tiết mặt nè, lên đủ màu cho nè, nguyên cây. Rồi chị Vân Nguyễn chính tóc 80k cho chị nè. Chính tóc là 80k. Rồi mấy chị đợi tiếp tiết vô lại cái mẫu tiết mặt một cái nha. Màu tiết mặt một cái. Mẫu tiết mặt số 3 nha. Số 3 nè. Bộ này ghi cho tí là đùi vàng 3, mẫu tiết mặt nè. Nãy khách hỏi là tiết dơ lại màu cái rồi tiết sen cả quần lửng nha. Đó, kiểu như tiết mặt. Đùi vàng 3, 40-57 kg. Đùi vàng 3 nha, 40-57 kg. Đùi tím 3. Có size 4 luôn.
mẫu tiết mặt đây, rồi tím ma, tím tím, hoa tím 40 đến 57 kg, đùi tím ma, dơ màu lại cái nha mọi người. Rồi đùi trắng ba, đùi nhí ba, tiếp mặt là đùi trắng ba, còn đây là đùi nhí ba. 40 đến 57 kg. Rồi Thanh Phượng kèm số điện thoại vô chị, khách mới kèm số vô chị ơi, gọi chốt đơn nha. Đùi đen ba. Rồi đùi đen ba. 40 đến 57 kg đó, kiểu tiết ăn mặc. Đùi đen 3, đùi đen 4. Rồi đùi đỏ 3, 40-57 kg. Thanh Phượng có đùi vàng 3. Rồi đây đùi vàng 3. Rồi Thanh Phượng đùi vàng 3. Một kỹ cái quần. Rồi đùi đen 4, chị Vân Nguyễn đùi đen 4. Ờ, đen 3 chị ơi, đen 3. Đen 3 chị ơi, đen 4 em hết rồi, xin lỗi chị nha. Đen 3, à, đen 4 bên này. À quần lửng, thế mẫu này có lửng. Mẫu này có lửng. Rồi đùi đen 4. Rồi chị Văn Nguyễn đùi đen 4 em giấy gì chị? Rồi đen 4. Rồi đùi đỏ 3 Hương Kim. Rồi đỏ 3 Nguyễn Thanh Tâm. Rồi đùi nhí, đùi đen 3 Thanh Tuyền, đùi nhí 3. Đâu rồi bộ nhí. À màu trắng, à màu đùi nhí 3 với đùi đen 3 rồi, ok. Ok nè, Thanh Tuyền là đùi đen 3 với đùi nhí 3. Rồi Thanh Tiền tiếp ok hai bộ. Rồi có lửng nó đợi tiếp xíu, mẫu nó có lửng nó để cho đủ màu cái mọi người. Còn màu gì ta? Khoan khoan nha, để tiết định hình cho. Đây đùi đậu 3, đùi đỏ 4 cho Thanh Thảo, đùi đỏ 4. Phía sau nó nhiều bông quá. Rồi đùi xanh 3, đùi xanh 4. Rồi size 3 40-57 kg như tiết mặt. Còn size 4 là 45-62 kg. Đùi xanh 3 và đùi xanh 4. Còn tiết mặt là đùi trắng 3, đùi trắng 4 nha mọi người. Đây đùi xanh 3, đùi xanh 4. Đùi xanh 3, đùi xanh 4. Mẫu đó có lửng hả? Mẫu đó có lửng nữa nha. Rồi đùi đậu 3 Huy Khánh. Đậu có không? Ok khách nha. Đậu hay xanh cũng được. Rồi hiện tại là đủ màu hết rồi đó mọi người, mẫu tiết mặt nha, đủ màu rồi nha, tiết có lửng nè, tiết có lửng. Rồi đùi xanh 3, rồi xanh 3 để coi còn không. Bây giờ là còn xanh 4. Rồi xanh 4 cho Dương Tân. Rồi xanh 3. Xanh 3 này hả? Đây để coi coi bộ này 3 hay 4. Rồi còn đùi xanh 4 nữa khách. Đùi xanh 4 thôi. Đùi xanh 4. Còn đùi xanh 4 hết rồi, hết xanh 3 nha, đùi xanh 4. Hết xanh 3, hết xanh 3. Ý, còn. Có xanh 3 này khách ơi. Có xanh 3. Rồi xin lỗi luôn, 4 không à, hết 3 rồi, 4 không à. Đùi vàng 4, Vi Nguyễn. Rồi còn 4 không mọi người, cái màu xanh còn 4. Đùi đen 3 Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tâm đây, đùi vàng 4 Vi Nguyễn. Đùi đen 3 còn. Số 3, số 4. Rồi đùi đen 3 Nguyễn Thanh Tâm.
đùi 4 còn màu gì đây em, đùi đen 4, đùi xanh 4 ha, đùi đen 4, đùi xanh 4, đùi nhí 4, đùi đỏ 4. Rồi mẫu này có một cục lửng là lại tiếp xíu, đùi da 4, đùi tím 4 đó. Rồi số 4. Rồi tay dâu đùi trắng 4, đùi xanh 4, trắng là như tiết mặt. Đùi trắng 4, đùi xanh 4, trắng là như tiết mặt. Tay dâu có đùi trắng 4, đùi xanh 4. Đùi hai tầng chị mới like qua xíu chị quay lại cho em nha. Đùi đỏ 3 cho Thảo Trang. Đất. Rồi để em in lại cho. Rồi đùi đỏ 3. Rồi đùi đỏ 3 coi. Đây đùi đỏ 3 Thảo Trang. Đùi trắng 4, đùi trắng 4 Dương Tân. Trắng là như tiết mặt và đùi trắng 4. Rồi đừng nói hết nữa nha. Đừng có nói hết đau lòng lắm nha. Trắng 4. Rồi đùi trắng 4 hết rồi khách, còn đùi nhí 4. Xin lỗi khách nha, còn nào chốt cái đó giùm tiếp nha. Trắng là như tiết mặt. Rồi hết rồi khách ơi, mặt lên màu khác nha. À, đây 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 rồi. Rồi có rồi. Trắng 4 giống tiết. Đùi đỏ 3, đùi tím 3. Rồi hai Nguyễn đùi đỏ 3, đùi tím 3. Đùi đỏ 3, đùi tím 3. Ủa, con này lửng. Rồi hai Nguyễn đùi đỏ 3, đùi tím 3. Thanh Thúy lấy em 4 bộ lửng 4 màu, mình lấy size gì hết rồi. Size 3 40 57 kg, size 4 45 đến 62 kg. Rồi em mặc cái bộ này cái đi. Bộ này nó hết bông rồi, để em thay cái bông này cho mấy chị coi, mấy chị chốt. Ủa bộ em mặc chưa ai chốt không? Rồi, bộ em mặc còn á, đùi trắng 3. Bộ em mặc còn đùi trắng 3 nha mọi người. Đây cục lửng rồi, lên cục lửng. Rồi đùi trắng 3, đùi trắng 3. Cái mẫu 2 tầng còn á. Đây lửng kiểu em mặc. Lửng tím 4. Thanh Thúy là số 4. Lấy cho em 4 bộ lửng 4 màu. Đây. Lửng tím 4. Lửng vàng 4, lửng đỏ 4. Lửng nhí 4. À lửng đen 4 ha. À Thanh Thúy ok em khách. Lửng đen 4. Lửng đỏ 4. Lửng hồng 4, lửng tím 4. Rồi đây lửng nha mọi người. Lửng tím 4. Kiểu tiết mặt quần lửng. Rồi size 4 45 đến 62 kg. Hai tầng còn màu gì đợi xíu quay lại khách, còn nhiều màu đợi xíu nha, size 3 size 4 nữa. Rồi lửng tím 4, lửng đen 4. 75 kg không có chị. Rồi lửng đen 4, lửng tím 4. Rồi size 4 45 đến 62 kg. Rồi 4 bữa sáng đi cho anh chị Phương Vy ok nha chị. Rồi bộ này ghi cho tiếp, lửng nhí 4. Dâu tay lửng đen 4. Rồi bộ này ghi tiếp. Đùi trắng 4. Đùi trắng 4 giống tiết mặt. Màu tiết mặt màu size 4 hết rồi, chứ còn size 3. Rồi bộ này ghi cho tiếp, lửng nhí 4. 45 đến 62 kg lửng nhí 4. Lửng nhí 4. Đùi trắng khoan khoan đây toàn này chị. Phu Trang Trần còn chị. Đó giống cái mặt đùi trắng 4. Rồi còn bộ nữa nha. Đùi trắng 4. Rồi bộ này ghi tiếp, đùi vàng 4. Đùi trắng 4, đùi vàng 4. Đó còn hai bộ. Lửng nhí 4. Lửng nhí 4 cho Bùi Hiệp. Bùi Hiệp có lửng nhí 4.
Thật thiệt luôn, mấy cái bông em đọc rồi em cũng loạn luôn đó chị. Lẫn nhiên muốn quỳ. Trời ơi, xây thẳm mặt mày với mấy cái bông thì chứ là làm ơn nó làm cho khét khét đi. Nó làm na ná mà đập muốn chết. Rồi lẫn nhí 4 em hết nha. Rồi em còn đùi, đùi nhí 4. Đó, đùi nhí 4. Đập thiệt muốn ná thở với mấy cái bông này. Đập lộn á chị, sợ lộn á. Rồi lẫn vàng 4, 45 đến 62 kg lẫn vàng 4. 45 đến 62 kg. Đùi trắng 3 trần hoàng nam rồi bộ tiết mặt. Rồi lẫn đen 4, 45 đến 62 kg lẫn đen 4. Rồi. Lẫn vàng 4 cho chị Vân Nguyễn. Rồi lẫn với vô xả hết nha. Rồi lẫn đen 4. Lẫn tím 4. Làm cái màu thôi, người ta làm màu cam, màu đục chuối rồi làm gì mà ná ná nhau đọc thiệt. Mà lẫn tím 4, lẫn đen 4 mấy chị ơi. Đọc hỏi, nãy em đọc mãi lắm mấy gì. Ừ, em đọc mãi gì em vẫn nhớ. Đọc mãi gì em còn nhớ nữa mà. Có túi hồng. Trời ơi, có túi hồng mua đồ của anh em mà họ có túi hồng dư thừa luôn á. Túi một đống. Đi đơn Trần Hoàng Nam, đỉnh đen 4, Linh Na Nguyễn. Đi Linh Na Nguyễn ra giấy cho chị. Đùi trắng 3 tới hết rồi mấy chị, em còn đùi trắng 4 nha. Ở hai bộ khác cho, hai bộ khác cho bộ này hết rồi, cái bông này là còn số 4 nè. Đùi trắng 4 nha. Rồi đặt hàng kèm số em ơi, ba bộ lẫn đen vàng xanh, đen vàng xanh số 3 qua mẫu khác đi em. Đậm hồi là liếu lưỡi luôn. À, bộ em này. Cái bông khác cho, cái bông đó tiếp hết rồi nha, bông đó tiếp còn bộ số 4, cái còn đùi trắng 4 nha. Cái này mình ghi cho tiếp vàng nha, đó nó vàng vàng, đùi vàng, đùi vàng 3, đùi vàng 4, đùi trắng 4 cho nương lê lê. Rồi đó, màu trắng là hết nè. Tiếp bao nhiêu ký? Tiếp 51 ký, 1m62. Rồi bây giờ có gì lên đó nè mấy chị ơi, có gì lên đó nè. Bộ nơ phải không, bộ 2 tầng phải không? Rồi 2 tầng có luôn nha. 2 tầng nè. 2 tầng chị nào vô sao này dơ, dơ 1 cái nha, dơ lại 1 cái nha. Rồi vàng 3 tuyền lê bộ tiết mặt. Rồi vàng 3, rồi vàng 4. Rồi 2 tầng nè, hốt nè mọi người ơi. Hốt 2 tầng nha. Size 4, 45, 62 kg. Rồi đây là 2 tầng. Đùi vàng 4 trần đạt. Rồi, đùi vàng 4 trần đạt. Rồi, đùi vàng 4 trần đạt. Đùi vàng 3 út heo. Rồi vàng 3 đó, bây giờ mớ bông bông nè. Rồi vàng 3. Thiệt bông đó, em gối não nữa. Rồi, rồi vàng 3. Rồi, Nguyễn Thị Thu Hiền, rồi vàng 3, 4 hả? Nguyễn Thị Thu Hiền lấy rồi vàng 3, 4 hả khóc? À, Thu Hiền là lấy rồi vàng 4 hả? Không có rồi da 4 nha, không có rồi da 4. Rồi vàng 4, Thu Trang Trần. Rồi vàng 4 bồ câu, bồ câu nè, mặt size 4 nha, 60kg là số 4. Rồi rùi vàng 3. Rồi vàng 3, rồi vàng 4. À rồi da 4 có luôn nè, rồi da 4, rồi vàng 4.
màu vàng bây giờ hot nữa nè, màu vàng nữa là hot nè. Bây giờ còn số 3 đây, bồ câu đùi vàng 4 tay đây. Rồi bồ câu có đùi vàng 4 nè. Rồi lên 2 tuần đợi tiếp xuống nè. Thì Trang có nè, thì Trang đùi da 4 nè, đùi vàng 4 thì Trang có nè. Nguyễn Thị Thu Hiền rồi thêm bộ đùi vàng 3 nè, nãy vàng 4 rồi giờ đùi vàng 3 ha, Thu Hiền có luôn nè. Thu Hiền thêm bộ đùi vàng 4, đùi vàng 4 màu vàng này, nãy bộ này để tí coi tí đọc con má. Đùi vàng 3 mọi người, tí còn đùi vàng 3 nha. Rồi cái bông tiếp là còn số 3 thôi. Bông tiếp là còn đùi, đùi vàng 3 nha. Đùi da 4 hết rồi đó, còn bộ. Rồi đây này, đây xin lỗi sách. Em kiếm không ra, nó tùm lum quá. Đùi da 4 là bồ câu. Rồi bổ 2 tầng nè mọi người. Đùi hồng 3, đùi hồng 4, mô bảo quyên hồng 4. Bổ 2 tầng ha, mô bảo quyên. Rồi đây nè mấy chị, lên bộ 2 tầng nè. Đùi hồng 4 Ngô Bảo Uyên. Size 4 45 đến 62 kg. Ngô Bảo Uyên đùi hồng 4. Rồi đây, đang cầm đùi hồng 3 40 57 kg. À 2 tầng nè. Đùi hồng 3 Anna Thảo nè. Rồi đùi ngọc 3, ngọc 4 chiếc hết nha. Còn màu nào thì chiếc báo màu đó. 2 tầng nè mọi người ơi. Đùi ngọc 3 40 57 kg. Đây 2 tầng. Đùi hồng 4, rồi còn 4. Rồi đùi hồng 4 chốt cho chị Minh Mừng. Đùi ngọc 3 cho Nguyễn Thanh Tâm. Rồi đùi đậu, đây đậu 3 còn bộ. Đùi đậu 3, đùi đậu, đậu 3 coi còn đậu 4 khoan đợi em coi. Đùi đậu 3, đùi đậu 4, đùi ngọc 4. Ngọc 4 em hết rồi chị, bây giờ em còn đậu. Đây đây đây, hên quá. Ngô Bảo Quyên đùi ngọc 4, đùi hồng 3, đùi hồng 4, đùi hồng 4, hồng 4, hồng 4, con còn 3. Rồi bây giờ hồng 3, biết coi sai kìa. Rồi còn đùi hồng 4 rồi các ơi, còn đùi hồng 4 thôi nha, hết 3 nha. Đùi đậu 3, đùi đậu 4. Màu xanh giả đậu. Rồi 2 tầng. Đùi đậu 3, đùi đậu 4. 3 là 40 57 kg, còn 4 là 45 đến 62 kg, đùi đậu 3, đùi đậu 4. Đùi đậu 3, đùi đậu 4 nha mọi người ơi. Đùi đậu 3, đùi đậu 4. Màu này là màu xanh nè, đùi xanh 3. Màu xanh này tiếp còn size 3 thôi. Đùi đậu 3 cho Út Heo. Đùi đậu 3, Út Heo. Rồi đùi đậu 3, đùi đậu 4 nha mọi người. Đùi xanh nè, đùi xanh 3, đùi xanh 4. Đó, 2 tầng. Đùi đậu 3, đùi đậu 4. Rồi bây giờ còn đậu 4. Giờ còn đậu 4 ha. Đùi đậu 4 thì Dương Nguyễn. Đùi xanh 3 Nguyễn Thanh Tâm. Đùi xanh 3 Nguyễn Thanh Tâm. Hình như đậu 3 còn bộ. Rồi đây Thái Như Bé có đùi đậu 3. Còn đùi đậu 4 nha khách. Đùi đen đây đó, lên màu đen. Đùi hồng 4 là bồ câu. Bồ câu đùi hồng 4. Rồi đùi đen 3, đùi đen 4. Rồi 3 là 40 57 kg, còn 4 là 45 nó 62 kg, đùi đen 3, đùi đen 4. Rồi Nguyễn Thanh Tâm có đùi đen 3.
xe đại mới lai qua rồi hết 65-70 kg. Rồi lên màu vàng, đùi vàng 3, đùi vàng 4. Rồi chuẩn bị tiết lai cái này xong tiết qua lửng nha. Đi đơn cho em ha, Nguyễn Thanh Tâm, ok em. Đùi vàng 3, đùi vàng 4 nha. Rồi số 3 40-57 kg, số 4 45-62 kg. Rồi đùi vàng 3, đùi vàng 4. Đùi vàng 3, đùi vàng 4. Rồi màu tím nha. Màu ngọc còn số 3 nha, đùi ngọc 3 còn bộ. Màu tím nha. Đùi đen 4 cho nữ dương. Đùi đen 4 nữ dương. Rồi nữ dương đùi đen 4. Nguyễn Ánh Ngọc đùi đen 3. Rồi đùi vàng 4 này vàng 3. Rồi đùi vàng 4 thương lê lê. Rồi đùi vàng 4 dương tân. Đùi vàng 4 dương tân. Đùi vàng 4 thanh thảo. Đùi vàng 3 chút hy vi. Đùi tím này tiếp còn để thôi, cái này số mấy. Đùi tím 3, đùi tím 4 mọi người ơi. Đùi tím 3, đùi tím 4. Số 3 40-57 kg, số 4 45-62 kg. Rồi đùi tím 3, đùi tím 4. Màu tím. Đùi tím 3, đùi tím 4. Rồi màu đỏ nữa là xong ha, qua quần lửng. Đùi đỏ 3, đùi đỏ 4 nha mọi người. Thái như bé đùi tím 3. Rồi tiếp có đùi tím 3, đùi tím 4. Rồi đỏ 3, rồi đỏ 4. Rồi đùi tím 3 cho Huy Khánh. Tiếp còn đùi tím 4. Rồi đỏ 3, rồi đỏ 4 mọi người. 3 là 40-57 kg, còn 4 là 45-62 kg. Rồi đùi đỏ 3, rồi đỏ 4 nha. Bây giờ qua lửng nè. Lửng nè mọi người. Lửng lại em ít nha, hồi sáng lai ít lắm. Đây nè. Lẫn ít nha, dán sốt kiên tiếp. Lẫn hồi sáng rồi chốt hết rồi. Đùi đỏ 3 Nguyễn Ánh Ngọc. Rồi đùi đỏ 3 Nguyễn Ánh Ngọc. Rồi lẫn nha mọi người. 45-62 kg. Lẫn xanh đậu 45-62 kg nha. Lẫn còn ít nha, tại vì sáng bán hết rồi cả nhà. Lẫn ít lắm, lẫn đại mà người ta sale là ít sale lắm. Rồi đây mã là lẫn xanh đậu 45-62-63 kg. Rồi lẫn xanh đậu 45-62-63 kg. Rồi Trần Trang có lẫn xanh đậu. Này số 4 thôi, không có số 3. Rồi lẫn xanh ngọc 45-62-63 kg. Lẫn xanh ngọc. Rồi mã là lửng xanh ngọc, ghi lửng ghi đùi giùm em mấy chị nha. Lửng xanh ngọc 45-62 kg. Cái này là số 4, chỉ có số 4 không có số 3. Số 3 là caro. Rồi lửng xanh ngọc. Em mặc không có đại chị, em mặc không có đại. Rồi mã là lửng xanh ngọc. Lửng xanh ngọc nha mọi người, 45-62 kg. Mẫu này em có ít nha mấy chị, gán chốt giùm em nha. Rồi lửng xanh ngọc cho Huyền Trân là 45-62 kg. Rồi Thi Phạm không có chính xác, 58 kg chị. Nghe đọc rồi chốt đúng mã giùm em. Bấm cái nút bên đây. Đây đang lộ. Tao quá không hài lộ. Lấy cái lưỡi ra. Không, cái giấy đó là cái gì? Giấy Quyền Trân. Đó, lửng xanh ngọc. Cái nhỏ. Ờ, rồi đấy em in lại cho. Rồi, lửng xanh ngọc
lẫn đen 4 là 45 nó 62 kg, lẫn đen 4. Lẫn đen 4. Lẫn ngọc 4. Lẫn đen 4, lẫn ngọc 4. Rồi lẫn trắng 4, 45 nó 62 kg, lẫn trắng 4. Lẫn đen 4, rồi thiền trần lẫn đen 4. Lẫn trắng 4, 45 nó 62 kg. Rồi ghi lẫn ghi đùi cho em nha mấy chị, lẫn đen 4 nha. Rồi lẫn đen 4 em còn nha, 45 nó 62 kg, lẫn đen 4. Quỳnh Như á lẫn đen 4. Rồi giống như vậy, lẫn xanh 4, lẫn trắng 4, Phi Phạm. Phi Phạm có lẫn trắng 4. Rồi lẫn xanh 4, Hài Khách lẫn xanh 4. 45 nó 62 kg, lẫn xanh 4. Rồi chị Văn Nguyễn lẫn xanh 4, chứ còn bộ. Hiền Diệu có lẫn trắng 4, Hiền Diệu lẫn trắng 4. Lẫn xanh 4, cái còn bộ này khách lẫn xanh 4. Chị Văn Nguyễn đó lẫn xanh 4 rồi chị. Lẫn tím 3 kiểu thiết mặt. Lẫn xanh 4, Nguyễn Thị Yến Ngọc. Lẫn tím 3, 457 kiểu lẫn tím 3. Lẫn tím 3, 457 kiểu. Rồi Yến Ngọc xả ra ha. Nguyễn Thị Yến Ngọc xả ra. Nghĩ Ngọc. Rồi lẫn xanh 4 chốt cho Ngọc Hồng. Chốt cho Ngọc Hồng. Rồi lẫn tím 3, 457 kg lẫn tím 3. Rồi Thi Hồng có lẫn tím 3. Rồi đây số 5 mọi người ơi, số 5. Rồi 60 đến 65 kg lẫn đỏ 5. Rồi lẫn đỏ 5, 60 đến 65 kg. Lẫn đỏ 5, 60 đến 65 kg. Rồi hiện tại lẫn xanh 4 em hết nha. Cơn em đi chưa đi rồi hàng mai. Lẫn đỏ 5. 60 đến 65 kg, lẫn đỏ 5. Rồi chị nào lấy đi. Lẫn đỏ 5. Lẫn hoa có ren hết rồi em, không có số bàn. Không có số bàn. Rồi lẫn đỏ 5, 60 đến 65 kg. Nguyễn Thanh Huyền lẫn đỏ 5. Rồi lẫn đỏ 5 còn bộ, 60 đến 65 kg lẫn đỏ 5. Nguyễn Ngọc có lẫn đỏ 5. Rồi lẫn vàng 5. Đây bông nó vàng vàng. Cái này có mấy bộ thôi cả nhà chốt nha. Tại vì hồi sáng em bán hết rồi, giờ em còn mấy bộ thôi. Lẫn vàng 5, 60 đến 65 kg lẫn vàng 5. 60 đến 65 kỷ. Rồi mã là lẫn vàng 5, 60 đến 65 kỷ. Lẫn trắng 5, 60 đến 65 kỷ lẫn trắng 5. Lẫn vàng 5 chị Văn Nguyễn. Chị ơi cũng mình 10 bộ, mua thêm cặp giùm em nha. Rồi lẫn trắng 5, 60 đến 65 kỷ. Lẫn trắng 5 mọi người ơi, 60 đến 65 kỷ có 2 bộ. Rồi lửng trắng 5, 60 đến 65 kg. Rồi chốt giùm tiếp lửng trắng 5, 60 đến 65 kg. Ngọc Liên Lê lửng trắng 5, rồi còn bộ nè khách. Đó, số 5 60 đến 65 kg. Nguyễn Thanh Huyền lửng trắng 5. Rồi lửng cam 5, hoa một cam. Lửng cam 5, 60 đến 65 kg lửng cam 5. 60 đến 65 kg lửng cam 5. Rồi 60 đến 65 kg lẫn cam 5. Lẫn hồng 5. Trang trần có lẫn cam 5. Rồi lẫn hồng 5. Rồi lẫn hồng 5 màu hồng đẹp quá khách. 60 đến 65 kg lẫn hồng 5. Ai đẹp nha, 60 đến 65 kg lẫn hồng 5. Rồi lẫn này chỉ có ít thôi, khách chốt một tí lẫn hồng 5, 60 đến 65 kg. Lẫn vàng 5 mà vàng nhạt.
lửng vàng 5-60 đó, 65kg lửng vàng 5. Rồi còn hai bộ số 5, chị nào lấy chốt nha, lửng vàng 5 lửng hồng 5. Hai bộ số 5. Rồi lửng vàng 5 cho Nguyễn Ngọc. Chứ còn lửng hồng 5, Phạm Đông Đông lửng hồng 5. Số 5 ít lắm mấy chị, hồi sáng bán rồi số 5 có mấy bộ à. Đây đây còn cái gì nè. Ai đẹp quá, số 5 nha. Rồi lửng tím 5 60 đến 65kg. Trời ơi đẹp quá mấy chị. Lửng tím 5 60 đến 65kg. Rồi lửng tím 5 nè, 60 đến 65kg. Lửng đen 5 60 đến 65kg. Rồi lửng đen 5 60 đến 65kg, lửng đen 5. 60 đến 65kg, rồi đen hai bộ đi ha, đen hai bộ. Lửng đen 5 cho Phạm Đông Đông, rồi lửng đen 5. Rồi lửng nhí 5 đi Hoa Nhí, 60 đến 65kg. Lửng tím 5 cho chị Kim Sang, lửng tím 5. Rồi lửng đen 5 Nguyễn Thanh Huyền. Lửng ngọc 5, màu này hả em? Ngọc Liên Lê, màu này hả? Màu này hả em? Màu ngọc. Lửng ngọc 5, lửng ngọc 4, hai size. Lửng ngọc 5, lửng ngọc 4, ngọc Liên Lê phải không em ơi? Phải bộ này là ngọc chưa, tại chị chưa đọc tới. Lửng nhí 5. 60 đó 65kg, lửng nhí 5. Rồi bữa này ghi tiếp lửng nhí 5, 60 đó 65kg, lửng nhí 5. Lửng nhí 5, 60 đó 65kg. Rồi Ngọc Liên Lê lửng ngọc 5, rồi ok em. Cái còn lửng ngọc 4 mọi người, lửng ngọc 4. Lửng ngọc 4 nha. Rồi lửng nhí 5 chị Hồ thì Kim Sang. Ồ đẹp quá. Lửng tím nhí 5, lửng ngọc 4 cho Thanh Thảo. Lửng ngọc 4. Lửng tím nhí 5 đi mấy chị, tím là tím nhí 5. Lửng tím nhí 5 60 đến 65kg. Lửng tím nhí 5 nha Trang Trần. Rồi Trang Trần có lửng tím nhí 5. Trang Trần. Lửng hồng 5. Còn lửng ngọc 4 một bộ nha khách, còn lửng ngọc 4, 4 là 45 đến 62kg. Rồi lửng hồng 5 60 đến 65kg. Đi đơn cho em Trúc My Vi, rồi ok em. Lửng ngọc 4 cho Nương Lê Lê. Lửng ngọc 4. Rồi mã là lửng hồng đi, lửng hồng 5. 60 đến 65kg lửng hồng 5. Lửng hồng 5 60 đến 65kg lửng hồng 5. Lửng hồng 5 lửng ngọc 4, rồi tiếp coi ở đây còn bộ. Có đùi 5 lấy em hai bộ nữa đi. Rồi đợi chị cái nha. Đùi 65 70kg nó không có số 5 nhưng mà chị có chữ đại thôi. Lửng hồng 5. Đây lửng ngọc 4 còn bộ. Rồi lửng ngọc 4 còn bộ. Số 4 45 đến 62kg ha. Lửng ngọc 4. Rồi Hiền Diệu có lửng ngọc 4. Rồi Nương Lê Lê đi đơn cho em. Rồi lửng hồng 5 đi khách. Lửng hồng 5 đùi đại rồi Phạm Đông Đông. Để chị dơ lên cho em chọn nè. Dơ lên dơ màu cho chọn. Còn bộ lửng hồng 5 nha chị. Lửng hồng 5 rồi đùi đại nè. Ghi cho tiếp là đùi xanh đại 65-70kg. Không, cái bộ này như chính tất. Có Nguyễn Cúc có nha chị. Rồi rồi ok Văn Nguyễn tiếp nhận 200k ghi giả nhận đi chị. Bộ này là 9 tấc nha, rồi tiếp bán mấy chị 80.000 thôi. Bộ này ghi cho tiếp là 9 tấc xanh 80k. Rồi 45 đến 60kg, 62kg được đó. 9 tấc xanh 80k, bộ này ghi giá thì tiếp 9 tấc xanh 80k nha. Lửng số 3, lửng số 3 bây giờ là lửng hình như là hot rồi. 9 tấc xanh này tiếp bán 80.000 thôi mấy chị, quần 9 tấc nha, 9 tấc bán 80.
chín tóc là nó lộn vô một hai bộ thôi. Rồi quả này lửng hồng 5, chín tóc xanh 80k, không có đại nha chị Bùi Hiệp ơi. Cái đó tầm 45-62kg thôi, không có đại nha. Không có đại, chị có chốt không chị? 45-62kg thôi, đại là tới 65-70kg rồi. Rồi quả này lửng hồng 5 nha, lửng hồng 5 60-65kg, lửng hồng 5 60-65kg. Rồi bây giờ lên đùi nè, đùi đại nè, đùi đại là có 65.000 thôi. Rồi Bùi Hiệp ok nè, chín tóc xanh 80.000. Rồi bộ này ghi cho tí nè, đùi đỏ đại 65-70kg, 65.000 thôi, đùi thì em có ghim giá rồi. Đùi đỏ đại 65-70kg. Đùi đỏ đại 65-70kg. Đùi xanh đại 65-70kg, đùi xanh đại. Rồi 65-70kg, đùi xanh đại. 65-70kg, đùi xanh đại. Rồi để con lấy bộ đại, còn bộ vàng. Đùi đỏ đại cho chị Ngọc Trân. Còn bộ lửng vàng 4 đó thôi. Lửng vàng 4 là 45-62kg, lửng vàng 4. 45-62kg, lửng vàng 4. 45-62kg. Rồi mấy bộ đại này. Rồi đại chắc hết rồi quá. Rồi thôi. Còn đẹp đẹp không nè mọi người ơi, còn hai cục ở dưới đây nè. Đẹp đẹp không nè. Đây, đi cục đại. Nguyễn Thanh Huyền 5 bộ, 5 bộ. Lửng vàng 4 cho Hy Phạm. Rồi Phạm Đông Đông đó em hai bộ đùi đại rồi em ơi, chị dơ lên em đồng ý em ok thì chị nha. Bộ trắng bộ đen nữa không Phạm Đông Đông? Đùi đại lấy cho em bộ trắng bộ đen ha. Đứng vàng 4 em chốt Phạm Đông Đông à. Bộ trắng bộ đen nữa không Phạm Đông Đông? Rồi Thi Phạm khách cũ gửi luôn rồi Phạm Đông Đông ok. Rồi bộ này ghi cho tí là đùi da 4 là 45-62kg, đùi da 4. Đó màu da bây giờ mới lọt ra bộ. Đùi da 4. 45-62kg, đùi da 4. 45-62kg. Rồi size 3 còn nha, size 3 còn nha mọi người, 40-55kg, đùi da 4 cho Nguyễn Cúc. Lửng đại là em like qua rồi chị. Ôi cái này đẹp nè mấy chị, này dây nha. Rồi đẹp quá trời nè. À đó, xinh chưa? Dây nè. Hai tầng cho mình nha. Rồi số 4 là 45-62kg, đùi nhí 4. 45-62kg. Mango hai tầng dây như thế này có một cục một là khoảng chừng mấy bộ à, không nói nhiều. Rồi mã là đùi dây 4 nha khách, đẹp quá trời, đùi dây 4 nha, 45-62kg. Rồi đùi vàng 4, 45-62kg. Đùi vàng 4. 45-62kg, đùi vàng 4. Rồi đây, đùi vàng 4, đùi dây 4 tại mới đập da rồi giờ đập dây. Thi Nguyên có đùi dây 4. Rồi đùi vàng 4. Rồi mã này đùi xanh 4. Đó, đùi xanh 4. Đùi vàng 4 phiền trần. Đùi xanh 4 đi khách. Rồi Trang Trần bên Tiết gọi điện không có nhắn tin hết rồi. Rồi mã này ghi tiếp. Đùi xanh 4 Nguyễn Cúc.
Đùi hồng 4 cái khách hồng hồng như thế này, 45 đến 62 kg đùi hồng 4. Đùi hồng 4 45 đến 62 kg đùi hồng 4. Rồi đùi hồng 4 hai bộ. Rồi bộ này lửng hai khách. Rồi kiểu em chị mặc đợi chị xíu. Mã này ghi cho tí là lửng xanh 5. 60 đến 65 kg. Đùi hồng 4 cho Nguyễn Cúc, đùi hồng 4 cho Thi Nguyên. Rồi hai bộ hồng 4 là hết rồi. Rồi đùi lửng xanh 5 mấy chị, lửng xanh 5, lửng hồng 5, size 5, 60 đến 65 kg. Rồi đây lửng xanh 5, lửng hồng 5, bo chinh su lửng xanh 5. 60 đến 65 kg, toàn bộ lửng hồng 5, 60 đến 65 kg. Rồi 75.000 quá bèo. Lửng hồng 5, lửng hồng 5 mọi người ơi. Lửng hồng 5, rồi còn bộ đại này ai chốt chứ mình tiếp luôn nè. Lửng vàng đại 65-70 kg. Còn bộ đại lửng vàng đại nè 65-70 kg. 75.000 quá bèo luôn á, thiệt chứ mấy chị, bèo quá cha bèo. Rồi bộ này là lửng vàng đại nha, 65-70 kg nha, còn bộ đại thôi. Rồi bộ này là lửng hồng 5. Rồi bây giờ lên cái gì đây, mấy bộ caro. Caro có đùi. Lửng em còn mấy bộ thôi. Rồi lửng cam 3 40 đến 57 kg, size 3 là giống tiết ăn mặc. Rồi tiết chốt cho 40 57 kg, chỉ có size 3 và size 4. Size 4 em hết nha, size 4 còn đùi. Rồi còn đùi nha khách, còn đùi nhiều nha, còn nha. Lửng cam 3. Lửng cam 3 mọi người ơi. Lửng 5 hết rồi, còn bộ hồng không có. Hết rồi. Rồi lửng cam 3, có rồi lửng cam 3 40-57 kg, lửng cam 3 nha, 40-57 kg. Lửng vàng 4. Lửng hồng 5 cho Bùi Hiệp. Rồi, tiếp còn lửng vàng đại, lửng hồng 5 cho Bùi Hiệp. Đây lửng vàng 4 45 đến 62 kg. Lửng cam 3. Lửng vàng 4 45 đến 62 kg, lửng vàng 4. Này có đùi ở khách lửng còn mấy bộ ha. Thanh Phượng có lửng cam 3. Rồi lửng vàng 4 nha, 45 đến 62 kg lửng vàng 4. 45 đến 62 kg. Lửng hồng 4. Lửng hồng 4 45 đến 62 kg, Quỳnh Như có lửng vàng 4. Rồi lửng hồng 4 45 đến 62 kg. Lửng hồng 4 nha mấy chị, 45-62 kg. Đùi tí còn đợi xíu nha mọi người. Lửng đen 3 40-57 kg lửng đen 3. Lửng đen 3 40-57 kg lửng đen 3. Lửng đen 3 40-57 kg lửng đen 3. Rồi cái này tí còn đùi mấy chị ơi. Còn đùi nha. Đùi đen 4. Lửng đen 3 Nguyễn Thị Yến Ngọc. Lửng đen 3. Lửng hồng 4 cho Võ Phân. Đây để coi này còn đùi hay lửng. Đùi, đùi nha. Rồi đây lên đùi, đùi đen 4. Đùi mấy chị, đùi đen 4 nè. Đó, đùi dễ thương 45 đến 62 kg, đùi đen 4 cho chị Vân Nguyễn. Đùi đen 4 chị Vân Nguyễn. Đây 45 đến 62 kg. Rồi mã của mình đùi đen 4. Rồi Trường Thịnh đùi đen 4. Rồi đùi xanh 4, các bạn có xanh có luôn, đùi xanh 4. Đùi xanh 4 không có ren được không Ngô Bảo Quyên ơi, đùi xanh 4 kiểu này nè. À. Kiểu này nó không có ren. Đùi xanh 4 có cái nơ thôi, không có ren viền như thế này. Đùi xanh 4 Ngô Bảo Quyên chịu không khách ơi. Đùi xanh 4, đùi xanh 3. Đùi 65.000, lửng 75.000. Rồi Ngô Bảo Quyên mình chịu kiểu này không khách. Đây xanh tiếp rồi. Đùi xanh 4, đùi xanh 3. Rồi màu đen để coi còn màu đen. Đây đen còn nè. Đen không có ren. Rồi Ngô Bảo Quyên chịu nè, đùi xanh 4 nè.
Rồi đùi, đùi đen 4 chứ còn không có ren thái như lé. Đùi xanh 3 Nguyễn Thị Ngọc. Đùi đen 4 chứ còn kiểu này được không thấy như bé, còn cái kiểu không có ren. Rồi Nguyễn Thị Yến Ngọc đùi xanh 3 ok. Nguyễn Thị Yến Ngọc đùi xanh 3. Rồi cảm ơn em Nguyễn Thị Ngọc Duyên. Rồi đây đùi đen 4 này được không thấy như bé. Đùi đen 4, đùi hồng 4. Đùi hồng 4, đùi hồng 3 luôn nha mọi người. Rồi 4 thì 45, 6, 2 kg, 3 thì 40, đến 5, 7 kg. Rồi lấy chốt giùm tiếp nha, tay mập cam nè. Đùi cam 3. Rồi 40 đến 57 kg đùi cam 3. Đây cả nhà quần có túi hết nha. Đây đùi cam 3. Đây còn nguyên cục. Đùi xanh 4. Xuân Hương đùi xanh 4. Rồi đùi trắng 3. Đùi trắng 3. 40 năm 7 mẫu hồi nãy tiết mới thay ra. Đùi trắng 3. Đùi trắng 3 40 năm 7 kg. Đùi trắng 3 40 đến 57 kg. Đùi trắng 3. Rồi em không có đọc bộ nào màu tím hết nha. Đùi cam 4 57-62kg. Đùi cam 4 57-62kg. Đùi trắng 4 hết rồi. Vậy màu trắng chỉ còn bộ số 3 thôi. Trắng hết số 4. Còn bông khác. Bộ này lửng. Lửng da 4. Lửng da 4 nha mọi người, 45-62kg lửng da 4. Rồi, đùi cam 4 cho Trường Thịnh, đùi cam 4. Đùi trắng 3 Nguyễn Thị Yến Ngọc. Cái bông này còn à, cái kiểu tí là còn mấy bông rồi. Đùi cam 4. Rồi, đùi cam 4 thôi còn mà này là đùi cam 3. Rồi đùi cam 4. Còn cái kiểu này được không vậy Tân Phạm ơi? Còn kiểu có ren được hết. Lửng da 4 cho Thi Nguyên. Rồi đùi cam 4. Cái mẫu này được không khách ơi? Mẫu nào? Đó mẫu này nó có ren. Đùi cam 4. Rồi Tân Phạm ok nè. Đùi cam 4. Đùi đỏ 4 nè khách. 45-62kg đùi đỏ 4. Mẫu tiết mặt còn màu để tiết lên màu cho mọi người chốt. Rồi đây mã này ghi cho tiếp. Đùi đỏ 4. Rồi Thi Nguyên gửi địa chỉ cũ ok hết. Rồi kiểu tiết mặt quần lửng nha mọi người. Lửng tím 4 nè. Lửng tím 4. Đùi đỏ 4 cho Hảo Thanh. Lửng tím 4, lửng tím 3 có 2 size luôn. Rồi kiểu như tiết mặt màu quần lửng. Rồi lửng tím 4, tím là tại vì nè, nó tím tím như thế này nè mọi người. Nha, lửng tím 4, lửng tím 3. 4 là 45 đến 62 kg. Còn 3 là như tiết mặt 40 đến 57 kg. Đây, lửng tím 4 và lửng tím 3. Lửng tím 4 cho Thảo Hành. Rồi ok khách, lửng tím 4. Rồi đùi đen 4 nè mọi người ơi, đùi đen 4. 45-62kg đùi đen 4. Đùi đen 4 nha. Lửng tím 3 cho Phương Lê. Rồi Phương Lê lửng tím 3. Đùi đen 4 mọi người ơi, đùi đen 4. 45-62kg lửng tím 3 tiếp hết rồi khách. Bộ tiết mặt nha, mình lấy ghi cho tiếp nha. Đùi vàng 3. Bộ tiết mặt lấy ghi cho tiếp là đùi vàng 3. Xuân Hương có đùi đen 4.
Xuân Hương có đùi đen bún. À, Thi Nguyên có đùi đen bún. Ho Chinh Su đùi đen bún. Rồi đùi đen bún phận bộ. Tân Phạm đùi đen bún. Rồi hình như tiếp còn một cục nè. Hãy số 3. Đùi đen 3. Rồi để coi còn 4 nè. Rồi còn luôn, còn luôn. Đùi vàng 3 cho Quanh Nguyễn bộ cầm cái thi rồi chốt ha. Đùi vàng 3 còn luôn nha. Rồi để chốt nó đang 4 bạn cái. Rồi đùi đen 4 Hảo Ngô. Đùi đen 4 Thi Đặng. Đùi đen 4 Quỳnh Châu. Đùi đen 4 Quỳnh Châu. Rồi đùi vàng 3 rồi để coi con 23. Tiếp mặt bây giờ tiếp còn màu khác nha khách ơi. Nằm tốt chứ. Cái còn cái này nè. Cái này ghi cho tiếp là đùi nhí ba. Hết hết cái mông tiếp mặt. Đùi nhí ba, đùi nhí ba, đùi nhí ba. Rồi giống tiếp nhưng mà cái bông nó khác nha. Đùi nhí ba 40-57 kg. Đùi nhí ba, đùi nhí 4 hai size luôn. Đùi nhí 3 và đùi nhí 4 cái thôi. Đùi nhí 3 40-57 kg. Đùi nhí 4 57-62 kg. Đùi nhí 3, đùi nhí 4. Rồi đùi đỏ 4 57-62 kg. Đùi hồng 4 57-62 kg. Đùi hồng 4 57-62 kg. Đùi xanh 4 đây. Đùi xanh 4 57-62 kg. Đùi xanh 4 57-62 kg. Đùi hồng 4 Thảo Thanh. Đùi hồng 4. Đùi nhí 3 Tú Châu Lê. Đùi nhí 3. Đùi đỏ 4. Ôi coi còn màu đỏ. Rồi ok Ngô Bảo Nguyên đùi đỏ 4. Đùi xanh 4 cho Thi Đặng. Đùi xanh 4. Đùi hồng 3. Rồi đùi hồng 4 cho Hảo Ngô. Đùi đỏ 4 hình như màu đỏ tiếng hết. Hết màu đỏ. Hết màu đỏ. Rồi đây. Đùi nhí 4 Tú Châu Lê. Đùi nhí 4 Tú Châu Lê. Đi đơn cho em Ngô Bảo Nguyên 4 bộ cho em. Đùi bi 4 45-62 kg. Đùi bi 4. Đùi bi 4 45-62 kg. Đùi hồng 3 cho Phạm Hương. Phạm Hương đùi hồng 3 75 kg thì không có em. Đùi bi 4. Đây màu vàng màu xanh. Trời ơi màu da đẹp quá nè. Màu da. Đùi bi 4 cho Thi Đặng. Đùi bi 4. Rồi số 4. Lửng vàng 4 mọi người ơi. Đẹp quá nè. Lửng vàng 4 45-62 kg. Lửng vàng 4 45-62 kg. Lửng vàng 4. Lửng xanh 3 40-57 kg. Lửng vàng 4 cho Võ Tân. Lửng vàng 4. Lửng xanh 3 đi khách. 40-57 kg. Lửng xanh 3. Rồi lửng xanh 3 đi 4 cái chốt rồi khách. Rồi kiểu giống tiết mặt này số 4 nha. Đùi da 4 57-62 kg. Đùi da 4. Ủa chừng mấy bộ lỗi. Bộ lỗi sao chị quăng đây em nó quăng bên kia.
ba bộ đúng không? Lẫn xanh lê đây. Rồi lẫn xanh ba cho phun lê. Một xanh đây tí coi còn. Rồi xanh. Một xanh hết rồi mọi người ơi, gán hết dưới đây. Một xanh hết, hết xanh. Rồi vỏ tân ba bộ đi đường. Còn đùi nha, còn đùi đây là hết lửng. Đùi da 4 cho Nguyễn Kim. Nguyễn Kim có đùi da 4. Rồi bộ này đùi bi 4, bi màu cam. Đùi bi 4, 45 đến 62 kg và đùi bi 3. Đùi bi 4, đùi bi 3 mọi người ơi, đùi bi 4, đùi bi 3. 45 đến 62 kg là số 4. Đùi bi 4, đùi bi 3 khách ơi, đùi bi 4, 45 đến 62 kg. Đùi bi 3. 40 đến 57 kg. Kiểu giống tiết mặt, tiết có màu đen, đùi đen 3. 40 đến 57 kg đùi đen 3. Đùi đen 3, 40 đến 57 kg. Đùi bi 3 cho Phạm Hương. Đùi bi 3. Rồi Phạm Hương có đùi bi 3. Đùi đen 3 kiểu giống tiết mặt hai yến mọi người ơi, đùi bi 3. Rồi cái bông giống tiết cộng bộ số 4. Đùi vàng 4, cái bông giống tiết số 4 cộng bộ. Đùi vàng 4. Đây, đùi vàng 4. 45 đến 62 kg đùi vàng 4. Đùi đen 3 cho Quanh Nguyễn. Rồi giống tiết mặt đùi vàng 4 bo chinh su, đùi vàng 4. Đùi đen 3. Rồi đùi đen 3. Rồi đùi đen 3 cho Thái Như bé. Thái Như bé đùi đen 3, đùi caro 3 kèm thêm đùi cam, đùi cam 3. Được không? Út heo ơi, đùi cam 3. Rồi được không em ơi, đùi cam 3. Đùi cam 3, rồi lửng đen 4 còn bộ. Đùi cam 3. Rồi đùi đen 3. Đùi đen 3. Đùi đen 4. Có số 4 nha, đùi đen có số 4. Còn số 3. Rồi đùi đen 3 còn nè, số 3. Anh chị coi cái size này. Rồi đùi đen 4. Đùi đen 4 thôi các ơi, còn đùi đen 4. Rồi vậy là tiếp còn đùi đen 4 khách, hết đen 3. Rồi kêu giữ đơn hả? Rồi ok em. Đùi cam 3 cho Anna Thảo. Đùi cam 3 Anna Thảo. Đùi cam 4. Đùi vàng 3 giống tiết mặt là hết rồi khách. Đùi đen 4 cho Thi Đặng. Đùi đen 4 cho Thi Đặng. Thấy như bé đùi đen 3 xả. Thấy như bé mới đây nè chị. Thấy như bé của Mù Bì nè. Thấy như bé. Không rồi xả ra giùm em chút chị khác. Đùi đen 3 nè. Rồi thấy như bé xả nè. Chốt cho em Nguyễn Thị Nguyễn Thị Yến Ngọc ha, đùi đen 3 kiểu em biết lại chị Mạc Hoa Nhí. Đùi đen nhí 4 không mấy chị? Đùi đen nhí 4 không? Ai nè, đùi đen nhí 4 kiểu biết mặt đùi đen nhí 4. Đùi đen nhí 4 nha, 45 đến 62 kg đùi đen nhí 4.
Rồi chị nào lấy như vậy để tí biết tí lấy cái đen nhí nha mấy chị. Rồi đùi đen ba là caro nè, đùi đen ba là caro nè. Rồi ai lấy trước một tí nha, đùi đen ba là caro nè. Không đổi chị ơi, không đổi nha. Em chốt em không có đổi. Đặng đúng nhưng mà em không đổi. Cô đang mặc hết rồi, em còn bông khác. Rồi đùi đen ba. Thấy như bé đùi đen ba. Đùi đen nhí 4 cho Nguyễn Kim. Đùi đen nhí 4 Nguyễn Kim. Rồi Di Thanh Nguyễn đúng em. Đùi xanh 4. Rồi đùi đen 4. Đùi cam 4. Đùi đỏ 4. Đùi vàng 4. Đùi đen nhí 3, đùi đen nhí 4. Đùi đen nhí 3, đùi đen nhí 4. Rồi size 3 40-57 kg. Size 4 45-62 kg. Đùi vàng 4. Size 3 40-57 kg. Rồi size 4 45-62 kg. Đùi vàng 4. Đùi đen nhí 3 cho tay su. Đùi đen nhí 3. Đùi cam 3. Đùi cam 3. Tân Phạm. Đùi gì khách? Đùi đảo là màu gì khách ơi, để tí quý đường tí thấy nè khách. Đùi cam 3 khách, đùi cam 3 40-57 kg, đùi cam 3. Đùi bi 3 40-57 kg, đùi bi 3. 40-57 kg, đùi bi 3. Đùi cam 3 chốt heo. Rồi ok em nè. Rồi đùi bi 3 40-57 kg. Đùi bi 3. Rồi may đơn cho em nhã lê. Rồi ok em. Đây số 3 còn nè. Số 3 còn caro nè. Đùi bi 3 ha. Hả này số 4. Đùi vàng 3. Đùi bi 3 cho Hương Kim. Rồi đùi bi 3 tiếp còn nha. Đùi bi 3 Hương Kim. Rồi đùi đỏ 4 cho Tân Phạm. Đùi đỏ 4. Đùi vàng 3 40-57 kg. Đùi vàng 3 40-57 kg. Rồi đùi vàng 3. Rồi đùi vàng 3 40-57 kg. Đùi đen 3. Vẫn còn khách, vẫn còn. Rồi đây đùi đen 3 40-57 kg, đùi đen 3. Vẫn còn kiểu khác nha. Đùi hồng 3. Rồi đùi hồng 3 nha, 40-57 kg, đùi hồng 3. Rồi Phạm Hương là lấy đùi gì khách? Lấy đùi gì khách ơi? Rồi ok, út heo ok em. Rồi khách lấy màu gì á khách? Rồi hoa nhí nè mọi người. Đùi hồng nhí 4 nè. Đó, 2 tầng ha, 45-62 kg. Đùi hồng nhí 4. 45-62 kg, đùi hồng nhí 4. Đùi hồng nhí 4, rồi cục này đủ màu cho mình luôn nè. Này đủ màu. Phạm Hương có đùi đen 3. Rồi Phạm Hương có đùi đen 3. Rồi cái này đủ màu cho mình. Cái này 40-57 kg thôi, không có size lớn. Rồi đùi hồng phấn
40 đến 57 58 kg, 40 đến 58 kg. Đùi hồng phấn. 40 đến 58 kg, đùi đỏ. Đây 40 đến 58 kg đùi đỏ. Đây cả nhà đùi đỏ 40 đến 58 kg. Đùi vàng nhí 4. Đùi vàng nhí 4 là bộ nào ta? Chứ đang đọc đùi hồng nhí 4 à. Đùi hồng nhí 4 cho Hoài Nhi. Mày nhí 4 bộ này nha. Bộ này nè Thảo Thanh ok không? Đùi vàng nhí 4. Giờ 45 đến 62 kg. Rồi út heo. Rồi đây hình như mới nghe cái beng đó nè. Rồi út heo chị nhận được 210.000. Rồi Di đã nhận 210 chị. Đùi vàng nhí 4 là bộ này à khách. 45 đến 62 kg. Đùi vàng nhí 4 nha. 45 đến 62 kg. Đùi đen 3. Đùi đen 3 còn mẫu này nha Tuyền Lê. Đùi đen 3 còn mẫu này nha. Ok không em ơi? Đùi đen 3 còn mẫu đó. Rồi ghi đơn cho em. Bộ vàng số 3 giống chị cầm còn không? Giờ số 3 màu vàng. Còn em, đùi vàng nhí 3. Đùi vàng nhí 4, đùi vàng nhí 3. Rồi út heo ghi chữ đi đơn luôn đi chị. Tuyền Lê được không em? Cái này không có ren, đùi đen 3 này không có ren được em ơi. Rồi đùi đỏ 40-58 kg. Đùi đỏ 40-58 kg. Mới chuyển khoản đó con. Rồi ghi chữ đi đơn. Ghi chữ đi đơn luôn. Đùi vàng 3 cho Thảo Trang. Rồi ok em nè. Đùi vàng 3 nè. Rồi đùi đỏ này 40-58 kg đùi đỏ. Đùi kem. Mười đến 58 kg đùi kem. Đùi kem nha, 40 đến 58 kg đùi kem. Đùi xanh. Thấy như bé đùi kem. Thảo Trang hai bộ gửi luôn. Đùi vàng như 4 Thảo Thanh. Đùi đỏ cho Thanh Phượng. Đấy em bộ tím như 4. Rồi Dương Tân. Lấy em bộ tím nhí 4. Rồi Dương Tân tím nhí 4. Đùi xanh 40-58 kg đùi xanh. 40-58 kg đùi xanh. Rồi đùi cam 40-58 kg đùi cam. Rồi đùi cam 40-58 kg đùi cam. Rồi có mấy màu đùi này chứ có mấy màu. Rồi hoa nhí nó còn nè. Màu xanh dương nè. Rồi đùi xanh cho Tuyền Lê. Rồi ok em đùi xanh. Đùi xanh 4 nha. Đùi xanh 4 nè. 45-62 kg đùi xanh 4. 45-62 kg đùi xanh 4. Đó, màu xanh này xanh dương. Đùi xanh 4. Rồi 4 bộ đi đơn cho Dương Tân. Rồi ok khách nha, 4 bộ đi đơn. Rồi kiểu giống tiết mặt. Lẫn nè, lẫn số 3 nè mọi người. Rồi thấy như bé. Bên Tiết gọi chốt đơn, mình nghe điện thoại bên Tiết mới gửi hàng được nha. Còn lại mấy chị kia là khách cũ báo đi đơn, là tại vì có địa chỉ rồi mới đi đơn được. Đùi cam nha Mai Trinh 40-58 kg. Rồi lẫn nhí 3 40-57 kg lẫn nhí 3. Lẫn nhí 3 mọi người, 40-57 kg lẫn nhí 3. Rồi chỉ giống tiết mặt. Đùi vàng 3, đùi xanh 4 cho Xuân Hương. Đùi xanh 4 lẫn nhí 3 Phạm Hương. Lẫn nhí 3 Phạm Hương. Đùi vàng 3. Rồi kiểu giống tiết mặt cái vàng này khác ha. Đùi vàng 3. Gán kiếm mấy bộ lửng biết sao mấy chị. Lửng hồi sáng bán ra số bán không còn. Để tiết lên lửng khác cho.
đùi vàng ba nha, kiểu không biết mặt bốn mươi đến 57 kg, đùi vàng ba, đùi vàng bốn luôn, đùi vàng ba, đùi vàng bốn. Rồi kiếm quần lẫn hai nha nè. Rồi Tuyền Lê hai bộ đi đơn, đùi vàng ba, đùi vàng bốn. Này chính tất đại nha khách, chính tất đại nè. Đùi vàng ba cho Tây Xu, đùi vàng ba nè. Đùi cam cho Tân Phạm dồn đơn. Rồi đùi cam cho Tân Phạm. Tỉnh thần hết rồi khách, bán hết rồi khách ơi. Bộ này chính tất nha, bán 80.000 thôi, chính tất xanh lá. 65 70 kg, bộ này to, 65 70 kg. Rồi đùi đỏ ba, đùi đỏ ba, đỏ ba đỏ nhí em, đùi đỏ ba con còn ba nha, màu đỏ số ba ai, đùi đỏ ba Tây Xu đúng không em ơi. Đùi vàng bốn cho nữ dương nè, đùi vàng bốn đỏ sọc hả, sọc hết rồi em, hết sọc đỏ hết rồi nha. Còn bộ này số mấy? Rồi đùi đỏ sọc 4, hết số 3, đùi đỏ sọc 4. Rồi bộ này ghi giới chính tất xanh 80k, 65 70 kg, xài đại. Chính tất xanh 80k khách ơi. Chính tất xanh 80k nha. Rồi 65 70 kg bộ đó đại. Chính tất cam 80k, rồi 65 70 kg, 65 70 kg, hai bộ này là đại. Chính tất xanh và chính tất cam 80k, nhớ ghi giá 80k dùm tiếp. Rồi đùi kem 45 đến 62 kg, đùi kem 45 đến 62 kg, đùi kem 45 đến 62 kg, đùi kem. Chính tất xanh 80k cho Mai Trinh. Đó, đẹp tuyệt vời. Rồi, bộ này đùi vàng 45 đến 62 kg. Đùi vàng 45 đến 62 kg, đùi vàng. Chính tất cam 80k cho Bùi Hiệp. Rồi, để tiết kiếm coi nào, tiết còn chính tất tiết like cho. Đây đùi. Đây, thấy rồi. Bán 80.000. Đùi vàng 4. Vàng 4. Vàng 4 là chốt rồi khách ơi, hết rồi. Đùi vàng 4 cũng hết rồi nha khách. À đây đây, để coi số mấy. Đùi vàng 3 thôi, đùi vàng 3 thôi. Còn số 3 hy vọng rồi, số 4 à. Rồi hên quá. Đùi vàng 4 cho Tân Phạm, đùi kem cho Mai Trinh. Rồi Tâm Đinh tiếp nhận được 210.000, đi đã nhận. Rồi tiếp nhận được rồi khách. Rồi tiếp còn đùi vàng 3 nha mọi người, đùi vàng 3. Rồi chính tất tiếp còn cục nè, chính tất bán 80.000 thôi mọi người. Chính tất đỏ 80k khách ơi. Rồi bộ này 40 đến 58 kg thôi. Chính tất đỏ nha 80k. Rồi bộ này 40-58 kg, gọn gọn 60 kg được ha. Rồi chính tất đỏ. Rồi 40 đến 58 kg, gọn gọn 60 kg, ok luôn. Chính tất đỏ. Rồi quần dài nha, quần dài mango nè, bán hơn 80.000 bán lỗ. Rồi dài hồng 45 đến 60 kg, dài hồng 80k. 45 đến 60 kg, mấy bộ này là còn một bán lỗ luôn mọi người. 45 đến 60 kg. Rồi dài hồng 80k.
tấc xanh đại. Rồi 65-70kg 9 tấc xanh đại 80k. 9 tấc xanh đại 80k, 9 tấc đỏ 80k cho em Nguyễn Yuri. Rồi dài hồng 80k cho Võ Khánh. 9 tấc xanh đại 80k, 265-70kg vẫn 2 tầng chỉ hết rồi em. 9 tấc xanh đại 80k thôi mọi người. 9 tấc xanh đại. Rồi 65-70kg nha. Rồi 9 tấc xanh đại 80k. Rồi bộ này 40-57kg 9 tấc vàng 80k. 40-57kg 9 tấc vàng 80k. Rồi 9 tấc vàng 80k 40-57kg 9 tấc vàng 80k. Rồi bộ này dài da 80k 45-60kg. Rồi dài da 80k 45-60kg. Dài da 80k. Đi đơn rồi không có dồn được chị. Rồi 9 tấc vàng 80k Nguyễn Thị Thu Hiền. Rồi bộ dài da đẹp nha mọi người. Dài da 80k cho Võ Khánh. Rồi dài đỏ 80k 45-60kg. Rồi xanh đại 80k Tú Châu Lê. Rồi dài đỏ 80k 45-60kg. Dài đỏ 80k. Đây dài đỏ 80k 45-60kg. Dài đỏ 80k. Rồi 9 tấc đậu 80k 40-57kg. 9 tấc đậu 80k 40-57kg. 9 tấc đậu 80k 40-57kg. Trời ơi, mẫu này xinh lắm nha. 9 tấc đậu 80k. Rồi dài biển 80k 45-60kg. Dài biển 80k 45-60kg. Dài biển 80k. 9 tấc đậu 80k ghi giá tiền cho em ơi. Cái này chị không có ghim giá, ghi giá tiền vô. Nguyễn Thị Thu Hiền đậu 80k. Võ Khánh like này hai bộ hết rồi. Rồi 9 tấc vàng 80k 40-57-58kg. Mấy bộ 80k này ghi giá vô mọi người nha. Tại vì cái này Tiết không có ghim giá, cái này Tiết chỉ ghim đùi với lửng thôi. Rồi 9 tấc vàng 80k, chị nào có đơn thì chốt nha. Tại vì một bộ dưới 100.000 là Tiết không có gọi chốt đơn, không có đi hàng. Rồi dài ngọc 80k 45-60kg. Dài ngọc 80k 45-60kg. Rồi dài ngọc 80k 45-60kg. Đấy, con còn dài đùi với lửng không à. Rồi Hướng Dương 9 tấc vàng 80k. Hướng Dương 9 tấc vàng 80k. Rồi 9 tấc đỏ rồi nè. Rồi giống bộ đậu 9 tấc đỏ 80k 40-57kg. Đó giống cái kiểu màu đỏ. 9 tấc đỏ 80k. Rồi 9 tấc đỏ 80k. Rồi 9 tấc caro 80k 45-60kg số 4 nè. 9 tấc caro 80k 45-60kg. Phạm Hương 9 tấc đỏ 80k. Rồi 9 tấc caro 80k 45-60kg. 9 tấc caro 80k. Lửng sáng giờ like hết rồi khách. Bây giờ còn mấy mẫu này thôi. Rồi 45-60kg lửng xanh. 45-60kg lửng xanh.
45 đến 60 kg. Rồi mã của mình là lẫn xanh nha, 45 đến 60 kg. Lẫn xanh. Rồi mấy bộ dây lên luôn nè. Lẫn xanh do Huyền Rita, lẫn xanh. Rồi bộ này ghi cho tiếp là đùi xám, 45 đến 62 kg, dây 2 tầng đùi xám. Rồi mã của mình đùi xám. Đó, ẹt nha, 2 tầng cho mình. 45 đến 62 kg đùi xám. Rồi mã của mình là đùi xám. Đùi lá. Đùi xám, đùi lá. Rồi Nhi Nhi có đùi xám. Nhi Nhi có đùi xám, rồi giống vậy đùi lá, 45 đến 62 kg đùi lá. Rồi như vậy ra giống vậy ha, đùi lá. Để coi cái mẫu đó hay phán. Cái khớp rồi. Đùi vàng. Đùi vàng. 45 đến 62 kg đùi vàng. Nhi Nhi có đùi lá. Rồi đùi vàng. 45 đến 62 kg. Rồi đùi vàng. Đó, 2 tầng nha mọi người, đùi vàng 45 đến 62 kg. Đùi vàng. Rồi kiếm lửng lên ha. Rồi lửng tím, 45 đến 62 kg lửng tím. 45 đến 62 kg lửng tím. 45 đến 62 kg lửng tím. Rồi lửng đỏ. Không được hướng dương. Chốt hồi sáng gói hàng đi hàng hết rồi chị. Bây giờ đi đơn sau. Rồi mã này lửng đỏ. 45 đến 62 kg. Rồi mã này lửng đỏ. Rồi ok hướng Thanh Nguyễn, Thanh Nguyễn. Sáng thứ hai ghé lấy. Ok khách nha. Rồi mã này lửng lá tiếp, 45 đến 62 kg. Lửng đỏ cho Mai Trinh. Rồi lửng lá mọi người ơi, 45 đến 62 kg lửng lá. 45 đến 62 kg lửng lá. Lửng hoa nhí, 45 đến 62 kg lửng hoa nhí. 45 đến 62 kg. Rồi lửng hoa nhí. 45 đến 62 kg lửng hoa nhí. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Duyên. Rồi đùi sọc đây khách. 45 đến 60 kg đùi sọc. Quá đẹp luôn mọi người, đùi sọc 45 đến 60 kg. Đùi sọc. Rồi khách ơi, chín tấc. Tiếp chỉ còn chín tấc caro 45 đến 60 kg, tiếp chỉ còn chín tấc caro. Rồi chị Kim Phượng lửng hoa nhí. Tiếp còn bộ này chín tấc, đùi sọc cho Nhi Nhi. Chín tấc caro nè khách, 45 đến 60 kg, còn bộ này chín tấc. Còn mấy bộ kia là dài, mấy bộ kia dài. Ba bộ dài. Rồi chốt cho tiếng là lửng vàng mọi người, 45 đến 62 kg lửng vàng. 45 đến 62 kg lửng vàng. 45 đến 62 kg lửng vàng. Rồi để tiếp hoa nhí tiếp lai rồi mọi người. Đây, nguyên cục. Đây cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nha, màu xanh.
Rồi lửng xanh nhí 45-62 kg, lửng xanh nhí 45-62 kg, lửng xanh nhí. Rồi lửng xanh nhí nha, tí có hai bộ 45-62 kg lửng xanh nhí. 45-62 kg. Rồi lửng tím. Rồi lửng tím là 45-62 kg lửng tím. Lửng hoa nhí, lửng xanh nhí, lửng tím. Rồi Huy Khanh đi đơn rồi, ok khách. Lửng cam sữa nè. 45-62 kg. À cái này đùi cam sữa. Lửng xanh nhí ở Hướng Dương. Lửng xanh nhí ở Hướng Dương. Đùi cam sữa mọi người ơi. Đùi cam sữa 45-62 kg, đùi cam sữa. Rồi Hoài Nhi có đùi cam sữa. Đây đùi đen. À bộ này lửng. Rồi lửng đen 40-58 kg lửng đen. Lửng caro em hết rồi. À lửng caro hả? Em còn đùi thôi chị, em còn đùi. Caro em còn đùi. Lửng đen nha, 40-58 kg lửng đen. Caro là em chỉ còn đùi thôi chị. Rồi lửng ngọc 45-62 kg lửng ngọc. 45-62 kg. Rồi lửng ngọc. Caro, caro là em còn đùi. Nguyễn Nhung lửng đen. Rồi ok, Nguyễn Nhung lửng đen. Đây, lửng vàng nè, caro nè. Rồi lửng vàng 45-62 kg lửng vàng. Lửng vàng lửng lá. Rồi cái này em còn hai màu. Lửng vàng lửng lá. Lửng vàng lửng lá, Nguyễn Ngọc lên lửng ngọc. Nguyễn Ngọc có lửng ngọc. Rồi lửng lá nè, 45-62 kg lửng vàng lửng lá, còn lại em còn đùi nha, caro em còn đùi. Lửng vàng lửng lá lửng tím ba màu. Lửng vàng lửng lá lửng tím 45-62 kg. Lửng vàng lửng lá lửng tím 45-62 kg. Thi Nguyên có lửng lá. Rồi ok, Thi Nguyên có lửng lá. Trời ơi, lửng trắng luôn nè mọi người, 45-62 kg lửng trắng. Đó, cái nền màu trắng luôn nè mấy chị, lửng trắng. 45-62 kg lửng trắng. Lửng xanh rêu. Rồi chị màu ngọc caro em đâu có chị. Chị có lửng tím, lửng vàng, lửng lá hả? Chị có hai bộ thôi. Lửng lá em chốt rồi chị. Hiệp Hòa Hiệp. Lửng vàng, lửng tím thôi chị. Lửng vàng, lửng tím nha. Rồi để em coi coi còn cái gì. Lửng vàng, lửng tím. Rồi chị có lửng lá thôi. Rồi lửng ngọc có luôn. Đây lửng lá. Chị Hiệp Hòa Hiệp nè. Lá với ngọc luôn, có màu da chị lấy nữa ha. Lửng ngọc luôn. Lửng vàng chị có rồi, lửng da. Màu da chị lấy chị. Lửng trắng là Nguyễn Thị Thu Hiền. Rồi lửng vàng. Lửng vàng là đậm hơn nè. Em có lửng da, rồi lấy lửng da luôn. Lửng da. À, cái vàng, cái da. Lửng vàng, lửng da, lửng hồng. Rồi còn luôn lửng đậu. Rồi lửng hồng lửng đậu luôn nè. Rồi em còn lửng da, lửng hồng lửng đậu. Đây 45-62 kg lửng hồng.
Đựng đậu, màu xanh đậu luôn. Đựng số 3 tiếp hết rồi khách. Số 3 còn đùi à. Đựng đậu 45-62kg đựng đậu. Rồi, trời ơi, bộ này đùi cưng quá trời nè. Đùi tím nha, 40-57kg nè. Đùi tím 40-57-58kg, dễ thương quá trời. Lửng hồng, lửng đậu, lửng da. Rồi, lửng hồng, lửng đậu, lửng da cho chị thiệt hoài thiệt. Lửng đậu cho Hoài Nhi. Hoài Nhi có lửng đậu. Rồi, đùi tím nha khách. 40-57kg, đùi tím. Quá cưng luôn nha, màu tím nè. 40-57kg, đùi tím. Rồi, để coi cái gì đẹp đẹp lên. Rồi Nguyễn Du Ri đùi tím. Trời ơi cưng quá trời cưng. Đừng để em coi cái đó còn màu gì. Hình như hết rồi, caro có nhiều màu. Rồi lửng xanh 40-58 cái lửng xanh. 40-58 cái lửng xanh. Rồi em có mấy bộ dập ly luôn nè. Lửng mà dập ly luôn á chị. Rồi cái này dập ly luôn nha. Lửng xanh dập, lửng xanh dập. Rồi 45-62kg lửng xanh dập. Còn chị, cái này em có số 3, số 4. Số 3 em mặc là 40-57kg. Còn số 4 là 57-62kg. Lửng xanh nha Mai Nguyễn. Còn luôn nha chị. Lửng xanh dập cái đi rồi em qua mẫu em mặc lửng xanh dập. Dập ly. Rồi 40 cho 45-62 cái lửng xanh dập, lửng hồng dập có hai bộ thôi. Mẫu em mặc còn đợi em xíu. Rồi lửng xanh dập, lửng hồng dập 45-62 kg. Lửng xanh dập, lửng hồng dập. Rồi lửng hồng nhí, lửng đen nhí 45-62kg lửng hồng nhí. 45-62kg lửng hồng nhí, lửng đen nhí. Rồi để tiết lên cái mẫu trước mặt cho. Còn bông gì tiết lên bông đó nha. Rồi bỏ khánh lửng hồng dập. Rồi lửng hồng nhí, lửng đen nhí 45-62kg nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mẫu trước mặt để chút nó dơ lên cho mẫu mặt. Mẫu trước mặt đang cầm là số 4 nha. 45-62kg. Đứng 2 tầng 65kg không có. Rồi mẫu trước mặt nha. Số 4 là 45-62kg. Đùi đen 4. Đùi đen 4. Rồi đùi đen 4. Đùi xanh 4. Đùi xanh 4 45-62kg. Đùi xanh 4. À lửng xanh 4. Con này quần lửng. Lửng đen nhí le cẩm hà. Lửng xanh 4 nè mọi người ơi, quần lửng kiểu tiết mặt nè. 45-62kg lửng xanh 4. Đùi đen 4. Đùi xanh 4. Đùi xanh 4 à. Rồi số 4 nha. 45-62kg. Đùi xanh 4. Đùi đen 4. Đùi đen cho chị Hiệp Hòa Hiệp. Lửng xanh 4 Nguyễn Ngọc. Đùi đen 4 à. Lửng xanh 4 à Nguyễn Ngọc. Đùi xanh 4. Đùi xanh 4 cho chị Hiệp Hòa Hiệp. Xanh dập. Rồi lửng xanh dập Tú Châu Lê. Lửng xanh dập Tú Châu Lê. Lửng hồng nhí nha mọi người. Đùi đỏ 3 40-57kg. Đùi đỏ 3. Đùi đỏ 3. Rồi đùi đỏ 3 mọi người ơi. Đùi đỏ 3 nha, để coi có 4 không. Đùi đỏ 3 40-57kg. Đây kiểu tiết mặt. Đùi đỏ 3 40-57kg. Đùi đỏ 3.
lửng đỏ 3 với đùi đỏ 3. Đùi đỏ 3, à đùi đỏ 3. 40-57 kg, đùi đỏ 3. Rồi lửng đỏ 3, đó cái đùi đó lửng. Chị Hiệp Hòa Hiệp có đùi đỏ 3. Con này lửng nha mấy chị, lửng đỏ 3. Ngoài lửng, lửng đỏ 3, 40-57 kg, lửng đỏ 3. Rồi đùi nhí 4, 45-62 kg, đùi nhí 4. 45 lửng đỏ 3. Rồi Nguyễn Du Ri lửng đỏ 3. Rồi 4 bộ đi đơn cho Nguyễn Ngọc. Rồi mã này ghi cho tiếp. Đùi nhí 4, đùi nhí 4. Rồi chị Hiệp Hoa Hiệp đùi nhí 4. Rồi cái này đùi tím 4, hoa nhí màu tím, đùi nhí 4. Rồi để tiếp coi còn nhí đó. Nhí đó hình như tiếp còn đùi nhí 4. Đâu cho em coi cái nhí. Rồi em thấy nhí đó hết rồi các ơi. À đây đây còn đùi nhí 3, đùi nhí 3 nha. Đùi nhí 3 thôi, khách hết 4 rồi. Đùi nhí 3 nha. Đùi nhí 3. Đùi tím 3, đùi tím 4. Đùi tím 3, đùi tím 4. Rồi đùi tím 3, đùi tím 4 nha mọi người, đùi tím 3, đùi tím 4. Rồi đùi trắng 3 là cái bộ đầu tiên tiếp mặt nè. Rồi Phạm Hương đi đơn ok khách nha. Đùi đùi trắng 3 nè, bộ đầu tiên tiếp mặt đùi trắng 3, cái này còn size 3 thôi. 40-57 kg đó, cái bông nó khác nhau hết nha. Đùi trắng 3. Rồi đùi vàng 3. Đùi tím 4 đó Hoài Nhi. Rồi Hoài Nhi có đùi tím 4, cái này có đùi tím 3 nữa nha. Rồi đùi vàng 3, đùi trắng 3 cho Hiệp Hòa Hiệp. Rồi ok chị, đùi trắng 3. Đùi vàng 3, 40-57 kg, đùi vàng 3. 40-57 kg, đùi vàng 3, đùi đen 4. Đùi tím 4. Rồi đùi tím 4 cho Nguyễn Đạm. Đùi đen 4, cái thôi đùi đen 4. Đùi đen 4, đùi tím 4. Rồi em còn tím 3. Em còn tím 3 chị ơi, hết tím 4 rồi nha. Rồi em còn tím 4 mà, Hiệp Hòa Hiệp đùi tím 4 mà. Đùi vàng 3 cho Thủy Tiên mà. 4 bộ Hoài Nhi ơi. Đùi vàng 3 tiếp còn nha. Rồi đùi đen 4 mà. Đùi đen 4. Rồi Nguyễn Ngọc Hân mặc số 4. Đùi đen 4. Đùi đen 4 nha mọi người ơi. 45-62 kg đùi đen 4. Rồi số 3 thì 57 kg, cao mới về. Lửng đen 4 nè, còn bộ lửng nó thấp. Lửng đen 4. 45-62 kg. Lửng đen 4. Chị ơi, Hiệp Hòa Hiệp chị mười mấy bộ rồi chị. Lửng thôi là chị lấy là cái caro đó là 7-8 bộ rồi. Đùi nãy giờ chị lấy mười mấy bộ rồi tổng cộng. Rồi, Hoài Nhi đi đơn. Đó, nãy giờ chị lấy caro là chị đã lấy 7-8 bộ rồi. Rồi chị lấy đùi nữa mười mấy bộ á. Rồi, mã này ghi lửng đen 4. Đùi đen 4. Rồi ok Nguyễn Đạm đùi đen 4. Rồi chị Hiệp Hòa Hiệp, bây giờ em đi đơn cho chị, nhưng mà chị đặt thêm chị cọc em mới đi được nha. Nó đặt nhiều phải cọc em mới đi được nha. Lửng đen 4 cho Thủy Tiên. Rồi để tiết kiếm số 4 à, đây cái mẫu này là mẫu tầng nè mọi người. Đùi đỏ 4 nha, mẫu tầng nè. 45-62 kg đùi đỏ 4 đây. Đùi đỏ 4, 45-62 kg. Lửng đen
4 tiết hết. Rồi bây giờ của chị mười mấy bộ luôn rồi đó. Em chốt là khách cũ là 10 bộ không cọc, trên 10 bộ là phải cọc á. Trời, mã này ghi cho tiếng luôn. Vẫn đen 4 tiết ra chốt. Đùi đỏ 4, 45 đến 62 kg. Đùi đỏ 4, 45 đến 62 kg. Đùi xanh 3, 40-57 kg. Đùi xanh 3, hôm nay còn đồ đẹp đồ xinh mẫu mới không á. Đùi xanh 3, lấy em 3 bộ đùi. Rồi 3 bộ đùi em là số 4 đúng không? Số 4 thì chị coi còn màu gì. Bộ này đại. Đùi xanh 4. Nguyễn Ngọc Hân nè. Cái kiểu chị mặc với kiểu khác rồi không em? Đây đùi xanh 4 nè. Đùi xanh 4, đùi đỏ 4 thì mới dơ lên. Được không em ơi? Đùi xanh 4, đùi đỏ 4. Rồi đùi vàng 4. Hay là em muốn lấy hai nhí kiểu chị mặc nè. Đó chị dơ lên em lấy bộ nào thì em chốt nha. Đùi nhí 4 nè. 45 đến 62 kg, đùi nhí 4. Đó em lấy màu nào thì em bình luận lên giùm chị. Đùi tím 4. Này hoa tím nhí nhí, đây là kiểu kia mặt. Đây nha, đùi tím 4, đùi nhí 4, đùi xanh 4, đùi đỏ 4. Nguyễn Ngọc Thân. Rồi. Rồi Nguyễn Ngọc Thân nè. Đùi tím 4 ha, lấy kiểu chị mặc phải không? Đùi tím 4, đùi xanh 4, đùi đỏ 4. Đỏ 4 là cái kiểu khác chị. Rồi còn bộ đùi nhí 4. Đây caro nữa nè. Đó nhiều mẫu lắm. Rồi đùi hồng 3 nè, 40 đến 57 kg nè. Đùi hồng 3 cái này thì còn đùi hết lẫm rồi. Đùi hồng 3 40 57 kg. Đùi hồng 3 40 57 kg. Rồi bộ này cái gì đẹp quá nè. Lẫn đen này 45 đến 62 kg, lẫn đen 45 đến 62 kg. Lẫn đen 45 đến 62 kg lẫn đen. Rồi, bộ này để coi coi đùi xanh 40 57 kg đùi xanh. 40 đến 57 kg đùi xanh. 40 57 kg đùi xanh. Rồi, mã này ghi đùi cam. 45 đến 62 kg đùi cam. 45 đến 62 kg đùi cam. 45 đến 62 kg đùi cam. Rồi bộ này ghi cho tiếp. Đùi xanh đen. Lửng đen do nữ dương. Nữ dương có lửng đen. Đùi xanh đen 45 đến 62 kg. Đùi xanh đen. Rồi 45 đến 62 kg đùi xanh đen. Rồi lửng hồng đi khách. 45 đến 62 kg lửng hồng. 45 đến 62 kg. Mã của mình lửng hồng. Đây, 45 đến 62 kg lửng hồng. Rồi đây chín tóc đỏ nè mọi người. Chín tóc đỏ 80g 40-57 kg. Đây chín tóc đỏ 80g 40-57 kg. Chín tóc đỏ 80g 40-57 kg. Chín tóc đỏ 80g 40-57 kg.
Đùi cam tú châu lê. Rồi ok khách, đùi cam tú châu lê. Rồi nữ dương đi đơn, ok khách. Rồi chốt cho Tiến là đùi đỏ 40-58kg. Đùi đỏ lửng hồng cho Cẩm Hà. Cẩm Hà lửng hồng. Đùi diễm đặt hàng kèm số khách. Khách mới và có số điện thoại. Rồi đùi đỏ 40-58kg. Đùi đỏ 40-58kg. Rồi đùi đỏ. Rồi đùi xanh 45-62kg. Đùi xanh 45-62kg. Đùi xanh 45-62kg. Đùi xanh 45-62kg. Mã của mình đùi xanh 45-62kg. Đùi xanh. Rồi đùi hồng 4 45-62kg hết rồi. Đùi hồng 4. Rồi Nguyễn Ngọc Hân đi đơn cho em. Ok em. Đây đùi hồng 4 mọi người. 45-62kg. Đùi hồng 4. Rồi có chị nào đi đơn báo Tiết luôn nha. Tiết gửi sớm cho. Tại vì ngày mai chủ nhật nhân viên Tiết không có đi làm, không có gọi chốt. Tới thứ hai mới gọi chốt. Cho nên là chị nào mà khách cũ có địa chỉ mình báo cho Tiết là đi đơn khỏi gọi trên line. Là Tiết gửi luôn, khỏi gọi lại. Rồi chốt dùm Tiết nha. Đùi hồng 4 vài bộ nó thích nghỉ nè. Đùi hồng 4 là 45-62kg. Đùi hồng 4 45-62kg. Rồi lửng xanh luôn. Lửng xanh 45-62kg. Lửng xanh 45-62kg. Mã của mình là lửng xanh. Rồi có chị nào đi đơn báo mình Tiết nha. Rồi chị Ngọc Trân đi đơn cho chị. Dạ ok chị. Rồi Nguyễn Nhung đi đơn cho em luôn. Rồi ok em. Rồi có ai đi đơn báo mình Tiết nha. Tại mai chủ nhật nhân viên không có gọi chốt đơn á khách. Đâu bao nhiêu tiền? Muối về con, muối về. Đi mua sữa luôn đi. Mua luôn đây nè nè, sẵn tiện mua luôn đi. Mua sữa, mua pin luôn. Rồi chị đưa giùm em đi. Rồi mai đi đơn cho chị Hồ Thị Kim Sang. Đi đơn cho chị Hướng Dương. Rồi chị nào đi đơn báo em luôn đi. Em gửi cho mấy chị. Thứ hai, thứ ba đó mấy chị nhận được rồi. Tại ngày mai nhân viên không có đi làm. Tới thứ hai mới gọi là. Rồi em nghỉ nha mấy chị ơi.